lại từ đầu ha. Rồi, môn mình học hiện tại là bệnh học và điều trị y học cổ truyền và y học hiện đại ha. Môn của mình sẽ tổng cộng là 120 tiết. Học xong thì mình sẽ có tất cả là 2 bài kiểm tra 15 phút, 2 bài kiểm tra 1 tiết và thi kết thúc môn ha. Thì hình thức thi của mình là 15 phút thì có thể là tự luận một câu hỏi ngắn, còn thi 45 phút và thi kết thúc môn đó là trắc nghiệm ha. Trắc nghiệm thì trong cái cuốn chương trình của mình ấy là có câu hỏi ôn tập ở cuối chương trình, thì cô sẽ rất là thoải mái là sẽ ra trong phần đó, nhưng mà chỉ chiếm khoảng 60-70% thôi ha. Còn lại là 30-40% còn lại là sẽ có trong slide hoặc là trong group cô nói nha. Bài hôm nay mình học thì là bài đầu tiên, mình sẽ học về theo các hệ cơ quan trước, thì mình sẽ học hệ tim mạch trước, bài tăng huyết áp ha. Sau khi học xong bài này thì cô sẽ hướng dẫn cái phần làm bệnh án nội khoa y học cổ truyền và y học hiện đại. Thì cái phần làm bệnh án này này, cô sẽ hướng dẫn cái sườn trước và hướng dẫn sơ một cái phần bệnh án liên quan đến bệnh tăng huyết áp. Còn lại mỗi một bệnh khác nhau á, thì khi mà làm bệnh án nó sẽ có một cái đặc trưng riêng. Thì khi mà mình khám, mình học với cái bệnh đó thì nó sẽ có một số cái chú ý thì cô sẽ nói sau. Sau này khi mà mình đi lâm sàng á, tức là mình đi thực tập ở bệnh viện ấy, mình khám bệnh nhân thực tế rồi, thì nó cũng sẽ có nhiều vấn đề để mình quan tâm hơn. Chứ hiện tại mình học cái sườn thôi thì nó cũng khá là chưa có đầy đủ á ha. Rồi lớp có thắc mắc gì không? Rồi, về phần điểm danh, nếu mà ai đổi được tên ở trong phần Gmail của mình, trong phần Google Meet á, thì tốt. Còn không thì tất cả mọi người đều điểm danh bằng cách là nhắn vào khung chat họ, tên, năm sinh và lớp ha. Mình có thể vắng 10% tổng số buổi nha. Lớp mình học thì tổng cộng là khoảng 30 buổi ha. Rồi, thì giờ cũng 6:12 rồi ha. Mình sẽ học xong bài tăng huyết áp và mình bị giải lao. Sau đó mình học đến phần làm bệnh án nha. Thì cái máy của cô nó hơi cũ, làm dạng trình chiếu nó không có được ấy, nên là cô để dạng bình thường như thế này ha. Mọi người nhìn có rõ không? Rồi. Rồi, bài hôm nay mình học sẽ là bài tăng huyết áp, điều trị và bệnh học về y học hiện đại và y học cổ truyền ha. Mục tiêu các bài học của mình thì mình sẽ có tất cả là 6 cái mục tiêu chính nha. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ hiểu được thế nào là định nghĩa về tăng huyết áp và cái dịch tễ của cái bệnh này nó như thế nào. Thứ hai ấy, là mình tìm biết được là cái nguyên nhân và cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh này theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Ngoài ra thì cái mục tiêu thứ ba là mình phải biết cách chẩn đoán được ba cái hệ lâm sàng về tăng huyết áp mà mình hay gặp, nhất là trong cái y học cổ truyền ha. Thứ tư là mình sẽ biết được cái cách điều trị, cái nguyên tắc điều trị bệnh tăng huyết áp theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Thứ năm là mình sẽ trình bày được cái phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc bệnh tăng huyết áp ha. Rồi cuối cùng là mình sẽ trình bày được cái giải thích về cái cơ sở lý luận tại sao mình lại điều trị cái bệnh này như vậy. Đầu tiên là phần đại cương. Phần đại cương thì mình sẽ nói trước đến là cái phần dịch tễ. Cái bệnh tăng huyết áp ấy là cái bệnh là một trong 8 cái bệnh gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Cái thống kê này là năm 2000 thôi, chứ hiện tại thì cái số lượng nó cũng đã lên rất là nhiều. Nhưng mà cái bệnh tăng huyết áp ấy thì nó vẫn đứng đầu tiên ha. Một trong những cái nhóm bệnh tim mạch ha, gây tử vong hàng đầu nha. Đó, tử vong hàng đầu luôn. Ở cả những cái nước mà phát triển, những cái nước đang phát triển hay là những cái nước kém phát triển thì nó cũng đều là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hết nha. Rồi, dự đoán, ước đoán là vào năm 2025 ấy, là có khoảng độ 1.6 người bị tăng huyết áp. Nhưng mà hiện tại, đây là mình ước đoán đến năm 2025, nhưng mà hiện tại mới đến năm 2020 thôi ấy, thì số lượng người huyết áp, bị cao huyết áp trên thế giới nó đang là 1.56 rồi ha. Tức là cái tốc độ tăng trưởng nó còn nhanh hơn cái tốc độ mà mình ước đoán nữa ha. Đó, vào cái năm 2000 thì chỉ có 972 triệu thôi.
Nhưng mà mình thấy là người ta ước đoán tốc độ tăng là 60%, nhưng mà hiện tại năm 2020 nó đã là 1,56 rồi. Tức là cái tốc độ nó tăng lên rất là nhiều ha. Nên là cái bệnh này là rất là cần quan tâm nha. Cái chi phí cho điều trị tăng huyết áp nó chiếm rất là nhiều nha. Đó. Nó là một cái gánh nặng y tế cho tất cả các nước, kể cả những nước phát triển và những nước kém phát triển. Đây là cái tỷ lệ mà những người bị tăng huyết áp trên toàn thế giới ha, thì người ta có thống kê, thì mình thấy là những cái nước mà phát triển á, cái tỷ lệ mà bị tăng huyết áp trung bình luôn đã, thì nó sẽ là cao ha, ví dụ như là Bắc Âu, Bắc Mỹ này ha, tới 37% những người nam giới bị tăng huyết áp, còn ở cái vùng Mỹ Latin là 40% ha. Đó, cái vùng Đông Âu á ha, Đông Âu và Châu Âu và cái phần Bắc Á ha, nó cũng nhiều ha, như những vùng này là vùng nước Nga đó, tỷ lệ cái bị tăng huyết áp của nam và nữ nó đều cao hết nha. Ở những nước mà đang phát triển, những nước ít phát triển hơn như vùng châu Á Thái Bình Dương thì cái tỷ lệ nó ít hơn, nó tầm độ khoảng 17% cho nam thôi ha. Đó, thì tính ước tính chung trên cả thế giới thì tỷ lệ tăng huyết áp là 26,6%. Và cái xu hướng mà phát triển cái bệnh tăng huyết áp này nó càng ngày càng tăng nha, như vừa nãy tôi nói đấy, mình ước đoán là nó tăng tới 60%, nhưng hiện tại cái tốc độ nó đã tăng hơn rất là nhiều rồi đó. Thì cái năm 2015 là 1 tỷ 13 này. Đó, mà mình thấy cái tốc độ phần trăm cái người trưởng thành bị tăng huyết áp nó cũng tăng dần lên tới 45% những người trưởng thành trên thế giới, đây là số trung bình nha, bị tăng huyết áp ha. Đó, các nước mà thu nhập thấp ha cũng bắt đầu là bị ảnh hưởng bởi tăng huyết áp rồi. Những cái bệnh như là về chuyển hóa, như là tăng huyết áp này, đái tháo đường, béo phì, hồi trước cách đây tầm khoảng 20-30 năm ấy, thì nó là những cái bệnh của những nước giàu, những nước phát triển, còn những nước nghèo như là Việt Nam hồi trước ấy, thì nó không có. Nhưng mà hiện tại thì những cái nước mà đang phát triển như Việt Nam nó cũng bắt đầu là gia tăng và nó làm cái gánh nặng ha. Rồi, mình thấy rằng cái gánh nặng là tại vì cái bệnh tăng huyết áp này này, nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến những cái bệnh khác ha, gây ra những cái bệnh khác. Mình thấy là 77% những người tăng huyết áp là sẽ bị đột quỵ, tức là khi bị đột quỵ thì khám ra thì đến 77% là những người đó nó có tăng huyết áp rồi, à, tỷ lệ nó rất là nhiều ha. Và 69% á là những người tăng huyết áp lần đầu đã có triệu chứng là đau tim đấy ha. Và hiện tại thì mỗi năm có đến 7,5 triệu người chết vì tăng huyết áp một năm nha, số cũng rất là lớn nha. Đó, rồi cái bệnh tăng huyết áp ấy thì nó làm tăng cái nguy cơ gây tử vong do bệnh tim và bệnh đột quỵ ha. Đó, thì mình thấy này, khi mà huyết áp á mà nó ở cái ngưỡng là bình thường là 120/80 thì không sao, nhưng mà khi nó bắt đầu tăng lên cái ngưỡng là 140/90 thì nó tăng gấp đôi cái nguy cơ gây tử vong do bệnh lý tim mạch ha, như là nhồi máu cơ tim hoặc là bệnh lý nhồi máu não ha, đột quỵ ha. Nếu mà huyết áp nó tăng lên 160/100 mm thủy ngân thì nó tăng gấp 4 lần cái nguy cơ, và nếu mà tăng lên 180/110 mm thủy ngân thì nó tăng gấp 8 lần cái nguy cơ gây ra bệnh lý tim mạch. Thì người ta thấy rằng mỗi cái 20/10 mm thủy ngân thì khi mà bệnh nhân tăng 20/10 mm thủy ngân thì sẽ tăng gấp đôi cái nguy cơ bệnh tử vong do bệnh lý tim mạch ha. Đó, đây là tăng theo cấp số nhân nha mọi người. Rồi, về tình hình hiện tại cái số lượng người tăng huyết áp ở Việt Nam thì sao? Mình thấy này, cái năm 60, cái hồi lúc mình còn chiến tranh, còn nghèo á, tỷ lệ tăng huyết áp nó là 1% thôi, tỷ lệ rất là ít đúng không? Tới năm 92 là bắt đầu mà nước mình mở cửa ra thì đất nước nó cũng đang bắt đầu phát triển lên á, thì tỷ lệ những người tăng huyết áp nó là 11%. Tới năm 2005 mà nó lên 18%, và hiện tại năm 2015 cái tỷ lệ đấy là 25%. Hiện tại là 2021 rồi, và con số mình đã tăng lên nhiều rồi nha, tầm 27-28% gì đấy, nhưng mà chưa có cập nhật ha.
Vâng. Hiện tại thì con số này là con số và thống kê năm 2015 thì Việt Nam có 12 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp ha. Đó, thì cứ tỷ lệ là tầm khoảng 25% ha, thì cứ tầm độ khoảng 4 5 người trưởng thành sẽ có một người mắc bệnh tăng huyết áp. Nhưng mà mình thấy cái vấn đề tăng huyết áp nhất là ở những nước như nước mình ấy, cái phần hệ thống y tế nó chưa có được được đồng bộ lắm, chưa với châu Âu này. Rồi, cái bệnh tăng huyết áp á, nó sẽ gây ra rất nhiều cái tác dụng biến chứng xấu ha. Đó. Và mình thấy rằng là những cái người mà bị tăng huyết áp á, là có 77% được phát hiện do bị đột quỵ, tức là trước đó chưa hề được phát hiện gì hết ha. Rồi 69% được phát hiện do đầu tiên ha, kèm cái triệu chứng đó. Hiện tại thì trên thế giới người ta tính trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 7,5 triệu người chết vì tăng huyết áp nha. Rồi, khi mà mình bị tăng huyết áp á, thì nó tăng gia tăng những cái nguy cơ tử vong do những cái bệnh lý về tim mạch ha. Ví dụ như là huyết áp mình bình thường là 120 trên 80 đúng không? Nếu mà huyết áp nó tăng 20 mm lên 140 thì sẽ tăng gấp đôi cái biến cố tim mạch ha. Còn nếu mà tăng lên 160, tức là tăng thêm 20 mm nữa, là tăng gấp đôi nữa, tức là tăng lên 4 lần. Rồi 180 thì nó sẽ tăng gấp 8 lần, tức là tăng theo cấp số nhân. Rồi, một số cái tình hình ở Việt Nam đó là mình sẽ có là hiện tại á, mình thấy là hồi trước á, những năm mà còn chiến tranh nước nghèo á, thì tỷ lệ mà bị tăng huyết áp chỉ có 1% thôi. Nhưng mà khi đất nước bắt đầu phát triển lên, tỷ lệ tăng dần lên ha. Và hiện tại đến năm 2015 ấy là tỷ lệ là 25% những người bị tăng huyết áp. Đây là tỷ lệ chung của dân số nha cả lớp. Còn tỷ lệ mà người trưởng thành ấy là 45-50% nha. Hơi đôi một xíu. Rồi, năm 2015 thì Việt Nam có 12 triệu người bị bệnh tăng huyết áp. Đó. Và cái bệnh này nó gây ra rất nhiều cái biến chứng như là bệnh về mạch máu não ha, đột quỵ, bệnh về tim mạch như là nhồi máu suy tim. Rồi, mình thấy rằng theo thống kê á, ở Việt Nam thì tỷ lệ là khoảng 25%, thì cứ 5 người thì sẽ có một người bị bệnh nha. Bây giờ tỷ lệ nó đã cao hơn rồi. Rồi, nhưng mà trong cái 5 người mắc bệnh, tức là mình lấy 5 người mắc bệnh ra thì mình sẽ thấy rằng có 3 người là chưa được phát hiện, tức là 60% mình không phát hiện ra, nó cứ âm thầm ở đó. Tại vì người Việt Nam mình là thói quen ấy, không có đi khám sức khỏe, bao giờ bệnh gì nặng lắm mới vô bệnh viện, sợ đi khám ha, nên là không có được phát hiện trước. Nên huyết áp cứ diễn tiến âm thầm, tới lúc nào mà nó có một cái biến cố nào đó, chẳng hạn như là đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim thì mới mới phát hiện ra nha. Đó. Rồi, nhưng mà trong cái số mà đã phát hiện ra đó đó thì mình thấy rằng có tới 4 người không được điều trị, tức là trong 5 người bị bệnh ấy, thì chỉ có một người được điều trị thôi đó ha. Và cái tỷ lệ mà thực sự được điều trị tăng huyết áp cũng rất là ít nha, nên là mình dù có phát hiện ra tăng huyết áp mà mình không điều trị á thì nó cũng đâu có được hiệu quả gì đâu, vẫn gây ra những cái biến chứng ha. Rồi, về phần định nghĩa ha, trước khi mình vô tăng huyết áp là gì thì mình phải hiểu thế nào là huyết áp nha. Thì huyết áp á là được định nghĩa là do cái áp lực của mạch máu tác động lên cái thành động mạch nha. Đó, máu này là máu lưu trong động mạch, thì khi nó chạy qua nó đều có cái lực nó tác động lên ha. Đấy, thì cái đấy gọi là huyết áp. Và huyết áp á, nó được tạo thành do cái cung lượng tim và cái sức quản vi. Cung lượng tim là nó được tính bằng cái thể tích máu ở tâm thu này này, tâm thu ở cái tâm thu này, máu nó cơ tim nó bóp một cái bơm máu ra, cái số lượng máu bơm ra nó gọi là thể tích tâm thu ha. Rồi nhân với cái tần số tim, tần số tim là trong 1 phút tim đập được bao nhiêu lần thì nó gọi là số tần số tim. Hai cái đấy nhân với nhau thì nó gọi là cung lượng tim, tức là khả năng cung cấp máu của tim nhé. Rồi, muốn tạo ra huyết áp thì nó có thêm sức cản ngoại vi nữa, tức là
cái mạch máu này này. Đó, khi máu chạy là nó tạo sức cản, nó cản cho máu nó không có được đi nhanh ấy. Thì ví dụ như là người trẻ máu nó đàn hồi, máu mạch máu đàn hồi thì máu nó sẽ đi tốt hơn. Còn khi mà lớn tuổi này ha, xơ vữa động mạch, mạch máu nó sẽ xơ cứng lại á, giòn thì nó sẽ làm cho cái máu nó đi khó hơn ha, hoặc là cái động mạch nó hẹp lại, nó bị xơ vữa nó hẹp lại đó, thì nó sẽ tăng cái sự cản lên thì sẽ làm huyết áp tăng lên ha. Đúng. Rồi thì mình định nghĩa tăng huyết áp là gì? Đó, tăng huyết áp là bình thường huyết áp nó sẽ là từ 120 trên 80. Khi nào mà huyết áp nó lớn hơn 140 trên 90 thì gọi là tăng huyết áp ha. Rồi, ở trong cái phần này mình học phần bệnh, mình học triệu chứng các thứ, rồi mình học đo huyết áp rồi, thì mình biết rằng cái số đầu tiên, cái số lớn nó là huyết áp âm thu ha, là cái áp suất của cái máu trong cái thùy âm thu, hay tức là khi nó bơm máu ra, cái áp lực lên cái mạch máu đó nó gọi là huyết áp âm thu. Còn cái số dưới thì nó là huyết áp âm trương, là cái áp suất máu trong cái thùy máu nó trở về thi ha. Rồi thì cái bệnh tăng huyết áp là gì? Đó, bệnh tăng huyết áp nó là một cái bệnh mãn tính do huyết áp nó cao, dẫn cao đến một cái mức độ là nào đó, nó làm tổn thương cái cấu trúc của cái mạch máu của mình. À, khi cái cấu trúc mạch máu nó tổn thương ở một cái mức độ đủ vừa phải thì nó sẽ gây ra cái tổn thương ở những cái cơ quan đích của nó, ví dụ như là mạch máu não, mạch máu mắt, rồi tim, rồi thận. Rồi, về phân loại tăng huyết áp thì có nhiều các phân loại mình dùng nhiều, đó là dựa vào cái chỉ số của tăng huyết áp và cái dinh dưỡng của nó. Thì cái chỉ số của tăng huyết áp á, thì mình sẽ dựa vào cái huyết áp âm thu và huyết áp âm trương ha. Nếu mà bình thường thì nó sẽ huyết áp âm thu nhỏ hơn 120 và huyết áp âm trương nhỏ hơn 80. Nếu mà huyết áp bắt đầu tăng á, thì là huyết áp âm thu ở mức 120 đến 129 và huyết áp âm trương nhỏ hơn 80. Bắt đầu tăng huyết áp là khi mà huyết áp âm thu 130 trên đến 139 và hoặc huyết áp âm thu 80 đến 89 mm thủy ngân. Cái huyết áp ở giai đoạn 2, tăng huyết áp giai đoạn 2 ha, thì khi mà huyết áp lớn hơn 140 mm thủy ngân âm thu và huyết áp âm trương lớn hơn 90 ha, hoặc nha. Rồi, cái cơn tăng huyết áp tức là tăng huyết áp cấp cứu đó, khi mà huyết áp lớn hơn, huyết áp tâm trương lớn hơn 180 và huyết áp và hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 120 thì phải đi cấp cứu, đi khám bác sĩ liền. Rồi, ngoài ra thì mình còn có cái là tăng huyết áp đơn độc, có thể là tăng huyết áp tâm thu đơn độc khi mà chỉ có cái huyết áp tâm thu lớn hơn 140, hoặc tăng huyết áp tâm trương đơn độc khi mà huyết áp tâm trương lớn hơn 90, còn cái ngược lại bình thường ha. Tiền tăng huyết áp là huyết áp ở trong cái độ là từ 120 đến 139. Huyết áp tâm trương ở 80 đến 89 mm thủy ngân. Mình có một cái thẻ tăng huyết áp mà mình cũng hay gặp, khá là hay gặp, đó là tăng huyết áp mà hội chứng áo choàng trắng. Là những cái người này ở nhà huyết áp nó ở cái mức mà dưới 135 trên 85 mm thủy ngân, nhưng mà khi đi vô bệnh viện ấy, hoặc là khi được bác sĩ y tá thì điều dưỡng đo huyết áp thì huyết áp nó cứ cao hơn 140 90 không ạ. Đó, thì cái này gọi là hội chứng áo choàng trắng nha. Đó. Rồi, cái cách phân loại thứ hai là mình sẽ dựa vào nguyên nhân của tăng huyết áp. Thì mình sẽ có hai nguyên nhân chủ yếu, đó là tăng huyết áp nguyên phát và tăng huyết áp thứ phát. Tăng huyết áp nguyên phát hay còn gọi là tăng huyết áp vô căn, hay là chưa rõ nguyên nhân, là không tìm được cái nguyên nhân nào cả. Thì cái tăng huyết áp này nó chiếm tới gần 90% ha. Còn cái tăng huyết áp thứ phát là do một cái bệnh nào đó nó làm cho tăng huyết áp, nó dẫn tới huyết áp nó tăng lên, chẳng hạn như bệnh lý thận, hệ thận rồi các về hóc môn ha, như là cường giáp, cường tuyến thượng thận các thứ đó, thì cái phần tăng huyết áp thứ phát này này, nó chiếm tỷ lệ là hơn 10%,
một số tài liệu mình sẽ ghi được từ tầm khoảng 10 đến 16% ha. Rồi, về triệu chứng của tăng huyết áp thì tăng huyết áp á, nó được ví như là một kẻ giết người thầm lặng lớp. À, tại vì nó diễn tiến rất là âm thầm, hoặc là triệu chứng của nó cũng không có điển hình gì hết. Mình ví dụ như mình thì mọi người trong đời đều nhiều lúc đã từng chóng mặt đúng không? À, nhưng mà mình đâu có đo huyết áp ha. À, hoặc là mình đo ra có thể chóng mặt nó là bình thường, nó tăng mà mình không quan tâm ha. Đấy, triệu chứng nó diễn tiến rất là âm thầm, triệu chứng thì nó không có quá là điển hình nên là người ta dễ bỏ qua nó. Thứ hai đó là người Việt Nam ít đi khám nữa nên là ít phát hiện ra ha. Đó, nên là khi mà phát hiện thường là đã có cái biến cố nào nặng rồi, gây tử vong rồi. Đó, ví dụ như là nhồi máu não này, hoặc là nhồi máu cơ tim ha. Đó, thì các triệu chứng mà mình hay gặp á của bệnh tăng huyết áp thì cái triệu chứng đau đầu khá là điển hình, nhất là cái đau đầu mà trong cái cơn tăng huyết áp á, thì bệnh nhân trong cơn nó sẽ đau rất là dữ dội nha, đau ở một vị trí đỉnh đầu hoặc là một bên ha, đau cái kiểu mà nó giật á, thì đau rất là dữ dội, kèm theo có thể là nôn ói, mà ói cái kiểu một cơn tăng huyết áp là sẽ là ói vọt ra, ói nó vọt mạnh là bắn ra luôn ha, do cái áp lực nó tăng lên nha. Rồi, còn nếu mà cái tăng huyết áp nó cứ âm ỉ, nó diễn tiến chậm từ từ ấy, thì đau đầu nó sẽ kiểu có thể là đau nặng, đau âm ỉ thôi, đau sau gáy thôi ha. Rồi, bệnh nhân có thể kèm theo cái triệu chứng là đau tức ngực, nặng ngực, khó thở, hoặc là hồi hộp, đánh trúng ngực, nhịp tim bắt đầu nhanh lên ha. Tại vì khi mà bắt đầu tăng huyết áp á, thì cái áp lực ở cái ngoại vi nó tăng thì tim nó phải tăng đập lên để tăng cung cấp máu ra ha. Đó, thì nó có thể làm tăng lên nha. Trong cơn tăng huyết áp mà nó có thể làm cho gây xuất huyết mũi, chảy máu mũi, chảy máu cam ấy. Rồi, bệnh nhân tăng huyết áp á, nó có thể kèm có cái triệu chứng đó là mất ngủ ha. Mất ngủ với tăng huyết áp, chết nó là một cái vòng luẩn quẩn. À, mất ngủ nhiều làm tăng huyết áp lại làm cho máu nó đến não kém lại gây mất ngủ ha. Rồi, tăng huyết áp lâu ngày thì có thể gây tiểu máu. Rồi, tăng huyết áp mãn tính là nó làm tổn thương mạch máu ở mắt á, máu võng mạc thì gây mờ mờ ha. Rồi, ngoài ra thì cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt thì cũng khá là hay gặp trong bệnh tăng huyết áp, nhưng mà nó không có đặc trưng cả lớp, ví dụ như là huyết áp thấp, rối loạn tiền đình, rối loạn tiền đình cũng gây ra triệu chứng đó ha. Rồi, theo y học cổ truyền thì y học cổ truyền mình không có bệnh tăng huyết áp đâu cả lớp, mình chỉ mô tả theo các chứng thôi. Thì cái bệnh tăng huyết áp này nó có những cái triệu chứng như là đau đầu, hoa mắt chóng mặt ha, ù tai đó, thì mình gặp trong các chứng học cổ truyền như là hiển vượng ha, hiển vượng là đau đầu là hoa mắt chóng mặt này ha. Bệnh nhân đau đầu thì sẽ có trong các chứng như là đầu khống, đầu trọng, đầu trướng. Thì cái từ mình dùng nó sẽ phụ thuộc vào cái triệu chứng khác nhau, như đau dữ dội ha, đầu khống, đau nặng đầu, đầu trọng ha. Rồi triệu chứng hồi hộp, đánh trúng ngực, đau trúng ngực thì mình sẽ có trong chứng là tâm quý chứng xung, đau tức ngực thì là tâm thống tâm quý, rồi hôn mê liệt nửa người gặp trong chứng phong. Về nguyên nhân của tăng huyết áp nãy mình cũng có nói qua rồi, cái nguyên nhân của tăng huyết áp thì phân làm hai nhóm chính ha, nguyên phát và thứ phát. Thì cái nguyên nhân là nguyên phát là mình gặp nhiều ha, nguyên nhân thứ phát thì mình gặp ít hơn. Rồi, nguyên nhân nguyên phát mình hay gặp trong như là lớn tuổi tăng huyết áp thôi, chả có nguyên nhân gì rõ ràng hết. Rồi, hai bệnh nhân ăn nhiều muối, chế độ mà ăn mặn nhiều muối cũng gây tăng huyết áp nha. Rồi, bệnh nhân béo phì, lối sống chúng ta các thứ. Rồi, bệnh nhân căng thẳng stress cũng gây tăng huyết áp. Có cái nguyên nhân di truyền, ví dụ như là mình thấy là ở gia đình bố mẹ anh em đều tăng huyết áp hết, nó cũng lớn tuổi nhưng tăng huyết áp và thực ra cũng chả ai xét nghiệm gen xem là nó theo cái di truyền gen gì cả,
có điều là nó có tính chất gia đình ha, mình cũng không rõ thực sự nguyên nhân nó là gì hết, thì mình xét gia đình ha. Rồi còn cái nguyên nhân thứ phát á, thì cái bệnh lý mà mình hay gặp á, đó là bệnh lý về nhu mô và mạch máu thận ha, gây hẹp những cái bệnh lý hẹp động mạch thận gây tăng huyết áp, hoặc là đúng nhu mô thận như là viêm cầu thận này ha, gây tăng huyết áp ha. Rồi bệnh lý về học môn như là cường tuyến thượng thận, cường androstenedione nguyên phát, cường tuyến giáp và tuyến cận giáp cũng sẽ gây ra tăng huyết áp nha. Đó, này nó có nguyên nhân rõ ràng ha. Rồi mình có thể gây bị tăng huyết áp do cái bệnh lý về tim mạch như là hẹp động mạch, hàm hẹp eo động mạch chủ ha. Nguyên nhân thai kỳ ha, mang thai hay là dùng thuốc tránh thai, rồi bị tiền sản giật ha, những người mà tăng huyết áp những người mang thai dễ bị cái tiền sản giật tăng huyết áp thai kỳ lắm nha. Rồi nguyên nhân dùng thuốc đó, ví dụ như mình dùng corticoid này ha, hoặc là kháng viêm NSAID cũng gây tăng huyết áp luôn nha, thuốc tránh thai cũng thuộc nhóm đó luôn. Rồi cơ chế gây tăng huyết áp á, thì nãy mình có nói là cái tăng huyết áp nó phụ thuộc vào cái cung lượng tim và cái sức cản ngoại vi đúng không? Mà cái cung lượng tim thì sức cản ngoại vi nó sẽ phụ thuộc vào cái hệ thần kinh giao cảm là chính này. Hệ thần kinh giao cảm khi mình thấy là mình lo lắng hồi hộp đúng không? Là cái thần kinh thực vật của mình nó tăng tiết ra cái noradrenaline á ha, nó sẽ làm cho mình tăng nhịp tim lên ha, nhịp tim tăng lên thì cái cung lượng tim tăng ha, nó sẽ làm cho huyết áp tăng đúng không? Hệ thứ hai là cái hệ renin angiotensin ha, thì cái này là những cái hormone từ cái thận, tuyến thượng thận các thứ nó điều tiết, nó tiết ra điều hòa cái chuyện mà chuyển hóa tạo thải nước của mình, muối nước của mình á ha, thì khi hệ này nó bất thường thì nó sẽ ảnh hưởng tới huyết áp ha. Rồi thứ ba nữa là do cái lượng muối thì hấp thu trong cơ thể. Rồi nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh theo y học cổ truyền. Thì nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh á, y học cổ truyền mình thấy là nó ở trong các chứng như là tuyến thượng đầu thống trong chứng sung ha, rồi hoặc là chứng phong. Thì những cái chứng đó mình cảm thấy rằng những nguyên nhân mà gây ra nó nằm trong ba cái nguyên nhân yếu. Đầu tiên đó là nội nhân ha, đó là cái thất tình của mình, gồm giận, lo lắng và stress căng thẳng. Thì ba cái nguyên nhân này nó ảnh hưởng chủ yếu lên các can ha, mình giận quá làm cho cái can của mình nó can dương vượng ha, can âm tính thì người can dương, mà can dương nó vượng lên, khi can dương vượng thì cái hỏa nó sẽ bốc lên ha, can dương tự can nó bốc lên trên ha, nó gây ra chứng dương vượng ha, gây ra đầu thống, gây ra trong chứng sung. Nếu mà lo lắng stress căng thẳng lâu dài là tổn thương can âm đúng không? Tổn thương can âm thì can âm không có dưỡng được can thận nha, làm cho âm thư thì hỏa vượng ha, hỏa nó sẽ bốc lên trên, tư hỏa bốc lên trên gây ra các chứng này. Một cái nguyên nhân nữa là bệnh lâu ngày, như bệnh lâu ngày mình ăn uống bổ sung không có đầy đủ nha, làm cho lâu ngày thì lòng thận âm hoặc là cái thận dương của mình nó tư đi, tư suy đi ha. Đó, thì thận âm hư thì nó cũng có cái cơ chế giống cái can âm hư thôi. Còn cái thận dương hư ấy, thì khi mà thận dương hư thì ở cái phần thận mình nó có cái mật môn ha, cái chân dương mình nó ở ngay cái thận, nhưng mà khi thận dương hư thì ở đó nó lạnh, nó không đủ như ấm, nó như cũ, cái chân dương này nó sẽ nhiễu lên bên trên, nó cũng sẽ gây ra các chứng dương vật đầu thống. Còn cái nguyên nhân thứ ba bất ngộ hoạt nhân ấy, đó là nguyên nhân do ăn uống, có lối sống ha, ăn nhiều chất béo ngọt, chất thuốc lá, uống rượu, lối sống tĩnh tạng, hay những cái nguyên nhân đó nó nhiều quá, nó làm cho từ vị gì cũng tốt đấy nó cũng không có chuyển hóa được, không chuyển hóa được thì thấp lâu ngày nó dẫn đến cái đàm thấp nó uống trệ lại ha, tắc trở cái kinh lạc và cái kinh chiếu, gây ra cái chứng dưỡng vực đầu thống ha. Đấy là cái nguyên nhân và cơ chế tự động truyền ha, thì mình phải nắm rõ cái nguyên nhân và cái cơ chế này để khi mà mình gặp một bệnh nhân tăng huyết áp thì mình phải biện luận được theo y học cổ truyền là bệnh nhân này bị tăng huyết áp đó là do cái gì ha, có cái gì nó dẫn tới. Rồi
Về chẩn đoán thì về bên y học hiện đại ha, cách chẩn đoán của mình thì mình sẽ dựa vào cách đo huyết áp. Cách đo huyết áp thì lớp biết rồi đúng không, lớp học rồi. Mình sẽ đo 2 lần, ít nhất là 2 lần, tối thiểu là 2 lần ha, có thể đo 2 tay luôn nha, nào ít nhất 5 phút ha. Thì cái phương pháp đo huyết áp mà chính xác nhất là đo trực tiếp, tức là vừa cho một cái ống, một cái dụng cụ đầu đo vào trong cái động mạch dưới đo của mình ấy. Nhưng mà cái đó nó là phương pháp xâm lấn, hiện tại mình không sử dụng, mình sẽ đo gián tiếp ha. Thì cái người đầu tiên mà tạo ra cái máy đo huyết áp gián tiếp á ha, là do huyết áp dựa vào cái sự thân thế năm 1896 ha, Cooper Cook. Tới năm 1905 thì Cooper tạo ra cái dụng cụ của đo huyết áp bằng đồng hồ ha. Thì hiện tại cái dụng cụ đo này là mình đang áp dụng nhiều nhất nha. Đây là một số cái loại máy đo huyết áp mà hiện tại đang được sử dụng. Cái này là huyết áp kế tự thân cả lớp, thì cái này nó là chính xác nhất, nhưng mà hiện tại ít ít cái phòng khám người ta chưa có, nó cũng không xuất hiện. Cái phòng thủy ngân nó khá là cách rách và thủy ngân nó bể ra thì cũng nguy hiểm. Rồi đây là cái đo huyết áp bằng đồng hồ ha, thì cái này mình phải hiệu chỉnh hàng năm, tức là hiệu chỉnh so với cái thủy ngân để mình xem nó còn chính xác hay không. Rồi cái đo huyết áp điện tử ha, đo huyết áp điện tử thì về nguyên tắc mình đo huyết áp thì đo cái mạch máu nó càng gần tim, nó lớn, nó càng gần tim thì nó càng chính xác nha. Nên là mấy cái mà đo huyết áp điện tử mà đo ở cổ tay hay là ở ngón tay ấy, thì nó sẽ không chính xác lắm nha. Rồi một số cái máy đo huyết áp ở trong bệnh viện hay dùng nha, trong bệnh viện nó sẽ mắc mắc cô cái tay đo huyết áp 24 giờ thứ. Rồi khi mà mình chẩn đoán mình đã đo huyết áp rồi, mình thấy huyết áp nó cao rồi á, thì mình có ba cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm. Đầu tiên là mình phải chẩn đoán thêm là cái huyết áp này nguyên nhân của nó là thứ phát hay là nguyên phát nha. Thứ hai thì là mình phải xem là cái bệnh tăng huyết áp này nó đã ảnh hưởng đến cái cơ quan đích nào chưa, và mình xem là cái bệnh này nó đang ở giai đoạn nào, độ mấy. Cái bệnh tăng huyết áp trên cái bệnh nhân đó. Rồi về cái nguyên nhân thì vừa nãy mình cũng có nói rồi ha, nguyên nhân chủ yếu là tăng huyết áp vô căn. Nhưng mà trước đó thì nếu mà mình phải khám hỏi một số cái triệu chứng để loại trừ cái tăng huyết áp thứ phát nha. Rồi mình tìm những cái tổn thương ở cơ quan đích, thì cái bệnh tăng huyết áp á, nó sẽ gây tổn thương lên 5 cái cơ quan chính. Đầu tiên là não, thứ hai là tim, tim mạch ha, thứ ba là thận, thứ tư là mắt, và cuối cùng là mạch máu gọi gì. Thì trên não á hay hay gây ra cái bệnh đột quỵ hoặc là tổn thương máu não. Ở tim á thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng như là nhồi máu cơ tim hay là suy tim. Thận thì sẽ gây ra những cái như là suy thận ha, suy thận hoặc là những cái mà bệnh về nhu mô thận. Rồi ở mắt thì gây ra những bệnh về bệnh lý võng mạc như là mờ mắt. Rồi bệnh máu ngoại vi ha, tắc những cái mạch máu nhỏ ngoại vi có thể gây đau đau cách hồi, hay là mạch máu ngoại vi mà nam giới thì có nhiều, đó là hay bị ảnh hưởng, nam giới tăng huyết áp hay bị ảnh hưởng đó là rối loạn cương dương ha, máu rất là nhiều nha. Thì trong cái nhóm bệnh này, trong cái nhóm cơ quan đích này thì não bộ là cái cơ quan rất là nhiều nhất ha, tới 77%. Những cái người bị đột quỵ lần đầu đều có các cái tắc hết ha. Rồi đến thứ hai đó là bệnh lý về tim mạch ha, suy tim và nhồi máu cơ tim là hai đều chiếm tỷ lệ là khá là cao ha. Đó. Rồi mình chẩn đoán độ tăng huyết áp thì hiện tại mình hay áp dụng cái phân độ theo GFC7 ha. Cái này là trong cái khuyến cáo của hội kiểm soát huyết áp Mỹ nha, năm 2003. Thì nó khác với ngày trước, bây giờ nó phân ra thành huyết áp bình thường là huyết áp dưới 120 trên 80 mmHg,
Tiền tăng huyết áp là khi mà huyết áp tâm thu từ 120 đến 139, còn huyết áp tâm trương từ 80 đến 89 với huyết thủy ngân. Còn bắt đầu tăng huyết áp khi mà huyết áp mới 140 trên 90 như vừa nãy trong cái phần định nghĩa ha. Nhưng mà khi mà mình có tăng huyết áp thì mình sẽ chia độ nha. Độ 1 á là huyết áp tâm thu từ 140 đến 159. Huyết áp tâm trương từ cái này là vào khoảng ha từ 90 đến 99 mm thủy ngân. Còn tăng huyết áp độ 2 là khi mà huyết áp tâm thu lớn hơn 160 và huyết áp và hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 100. Khi mà huyết áp mà lớn hơn 180 trên 110 hoặc 120 mm thủy ngân thì nó là cơn tăng huyết áp tại khu cấp cứu buổi sáng. Ngoài ra còn một số cái bảng phân độ khác, nếu mà mình muốn mình cũng có thể cùng áp dụng theo ha. Cái này là phân độ theo cái hội huyết áp và tim mạch của Mỹ ha, à quên, của châu Âu ha. Đó, này của châu Âu. Rồi, phân độ theo WHO 599 nha. Đó, thì nó cũng khá là tương đồng với cái bảng của châu Âu. Được. Khi mà mình chuẩn đoán huyết áp này, tìm được trên cơ quan đích xong, mình phải xem các yếu tố nguy cơ. Đó, yếu tố nguy cơ thì mình sẽ có là 8 yếu tố nguy cơ chính ha. Đó, bệnh nhân có tăng huyết áp này, nam tuổi trên 55, nữ trên 65, có hút thuốc lá hay không, có rối loạn mỡ máu hay không. Đó, có tiền căn gia đình bệnh tim mạch sớm, tức là trong gia đình có người có bệnh lý tim mạch mà trước 45 tuổi ha, thì là sớm. Rồi, có bệnh tiểu đường hay không, có đang dùng thuốc ngừa thai hay không. Dựa vào cái yếu tố nguy cơ đó mình sẽ phân ra được theo khu á, thì phân thành nguy cơ là A, B, C. Thì nguy cơ A thì là những người tăng huyết áp nhưng mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch nào cả, không có tổn thương cơ quan đích và không có biểu hiện lâm sàng tim mạch. Ví dụ như là một người huyết áp là 150 mm thủy ngân nhưng mà không có hút thuốc lá, không đái tháo đường, không béo phì ha, vân vân, không có gì hết, cũng không có triệu chứng gì như là đau tim, đau ngực gì luôn ha, thì người này sẽ là nguy cơ A. Còn nguy cơ B là người nó có tăng huyết áp và kèm theo hơn một triệu chứng, hơn một cái yếu tố nguy cơ tim mạch nhưng không phải là đái tháo đường, nhưng không có tổn thương cơ quan đích và không có biểu hiện lâm sàng tim mạch. Ví dụ bệnh nhân này huyết áp 150 trên 80 mm thủy ngân, có hút thuốc lá nhưng mà không có tổn thương cơ quan đích nào hết, không có biểu hiện lâm sàng gì cả, thì cái người này sẽ là nguy cơ B. Còn nguy cơ C là bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường, chỉ cần có đái tháo đường thì đã xếp vào nguy cơ C rồi, hoặc bệnh nhân đó có ít nhất từ hai yếu tố nguy cơ trở lên, hoặc có tổn thương cơ quan đích, có biểu hiện lâm sàng bệnh tim mạch. Ví dụ như bệnh nhân là huyết áp 150 mm thủy ngân, có kèm đái tháo đường thì là nguy cơ C, dù mình khám không thấy có tổn thương cơ quan nào cả ha. Đó này là hoặc hoặc nha mọi người. Rồi thì cái phân nguy cơ theo khu á thì ngày trước xài nhiều, còn bây giờ thì người ta hay phân theo cái của cái mới hơn ha. Cái mới thì mình sẽ phân thành nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, chứ mình không có nói A, B, C nữa. Thì mình cũng sẽ dựa vào các yếu tố nguy cơ như vừa nãy mình nói thôi nha. Có 8 yếu tố nguy cơ thì mình xếp không nguy cơ 1 đến 2, 4 đến 3 và đã có bệnh tim mạch. Đó, thì đây là mức độ tăng huyết áp ha. Ví dụ như bệnh nhân mà có huyết áp là 160 trên 90 mm thủy ngân, có kèm theo đái tháo đường thì bệnh nhân này là nguy cơ cao. Còn nếu mà bệnh nhân mà huyết áp lớn hơn 180 mm thủy ngân, có kèm theo ba cái nguy cơ như là vừa hút thuốc lá, vừa béo phì, vừa rối loạn lipid thì cũng là nguy cơ rất cao. Rồi, những cái yếu tố nãy giờ mình đánh giá cái nguy cơ là để làm gì? Mình đánh giá những cái yếu tố nguy cơ đó để góp phần mình giúp tiên lượng cho bệnh nhân nha. Thì theo khu á, thì mình phân làm bốn nhóm như vừa nãy cô nói đó: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Để làm gì? Để dự đoán tiên lượng những nguy cơ biến cố tim mạch trong vòng 10 năm tới như thế nào.
Nếu mà bệnh nhân nguy cơ thấp thì trong vòng 10 năm tới cái biến cố tim mạch đó nó có nguy cơ là nhỏ hơn 15%. Đó. Rồi nguy cơ trung bình thì cái tỷ lệ biến chứng tim mạch nặng trong vòng 10 năm là từ 15 đến 20%, nguy cơ cao thì là từ 20 đến 50%, còn nguy cơ rất cao thì sẽ là dưới hơn 50%. Thì cái này mình biết cái này để mình tư vấn, mình tiên lượng cho bệnh nhân, ví dụ mà bệnh nhân này là tăng huyết áp nhưng mà có đái tháo đường, huyết áp 178, mình sẽ nói với lại bệnh nhân là bệnh nhân này nguy cơ rất là cao, trong vòng 10 năm tới thì lớn hơn 30% là sẽ xảy ra biến cố tim mạch nặng, chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim gây ra đột tử ha, hoặc là đột quỵ não ha. Rồi một số cái yếu tố mà ảnh hưởng đến tiên lượng á, ví dụ như là bệnh nhân này có cái HDL thấp mà có cái LDL không cao ha, còn như là tiểu đạm tinh thể hoặc đái tháo đường, có rối loạn dung nạp đường, béo phì, có lối sống phức tạp, tăng khi tyrosine, các cái tyrosine mà tăng đông máu ha, cái mức trong máu nó dễ bị kích lắng đọng lại hơn ha, gây tắc mạch nha. Rồi những người mà ở cái nhóm nguy cơ, cái nhóm kinh tế xã hội nguy cơ cao, như những nước phát triển hoặc là những người ở thành phố lớn thì cái nguy cơ bệnh tim, bệnh tăng huyết áp nó sẽ cao hơn, tiên lượng sẽ xấu hơn. Chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì hay đi tiếp khách, hay đi ăn nhậu rồi hay ăn đồ ăn nhanh các thứ đó, đó là một cái xã hội đó thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ lên nha. Ở nhóm dân tộc nguy cơ cao, ví dụ như là da trắng, dân tộc da trắng thì nguy cơ nó sẽ cao hơn là dân tộc da vàng. Nên mình thấy là cái vùng mà Bắc Mỹ rồi cái vùng châu Âu, Đông Âu ấy, cái tỷ lệ mà bệnh tăng huyết áp nó cao hơn cái nhóm châu Á Thái Bình Dương ha. Rồi vùng địa lý nữa, như vùng lạnh này ha, vùng Đông Âu các thứ, cái vùng lạnh người ta ăn nhiều những cái thực phẩm cao năng lượng rồi chất béo nhiều ha, nên là nó cũng tăng cũng nguy cơ lên nha. Rồi khi mà mình chẩn đoán xong thì mình cũng cần làm cái cận lâm sàng để xác định cái chẩn đoán đó. Thì đầu tiên á, mình sẽ làm cái cận lâm sàng, mình xem những cái cận lâm sàng chẩn đoán nguyên nhân và mình tìm những nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát. Mình sẽ có như là hữu tới theo hẹp em bệnh mạch chủ thì mình sẽ chụp X quang tim phổi nha. Như cái hội chứng phúc sinh thì mình sẽ cho đo cái nồng độ cortisol ở trong máu nồng ha. Nếu mà mình tự nhiên thủy thực thận thì mình sẽ cho đo cái metanephrine ha. Nếu mà bệnh nhân có những cái bị hẹp eo động mạch thận thì cho chụp động mạch thận quang hoặc là đo bị động mạch đồ. Còn nếu mà những cái mà bệnh nhân bị u cái thường ăn nước cơm thì cho cái nồng độ về gì trong máu, nhưng mà những cái nguyên nhân thứ phát này này mình phải nghĩ tới, mình phải thấy bệnh nhân có một cái triệu chứng nào đó gợi ý là bệnh nhân bị cái bệnh đó thì mình mới cho làm, chứ phải là bất cứ bệnh nhân nào là vô là mình làm bằng này cận lâm sàng nha. Chẳng hạn như là mình thấy là bệnh nhân này vô viện có cái triệu chứng là hay hồi hộp, đánh trống ngực này, mắt lồi này ha, nóng này, tóc rụng này, thì mình nghĩ tới bệnh nhân này bị cường giáp đúng không, thì mình mới cho bệnh nhân đo hóc môn tuyến giáp, chứ không phải là bệnh nhân nào vô mình rồi cái cận lâm sàng mà mình cần quan tâm hơn, tức là mình cái cận lâm sàng giúp cho mình tìm cái tổn thương cơ quan đích, ví dụ như là ở cái giai đoạn 2 cái triệu chứng nó vẫn còn tổn thương cơ quan đích nhỏ ít, thì mình có những cái như là những bệnh nhân bắt đầu có dày thắt chán thì đo tim, chụp X quang tim phổi, những đến tổn thương thận giai đoạn đầu đó, thì mình có thể cho xét nghiệm nước tiểu tìm đạm lượng này ha, đạm lượng tinh thể, microalbumin ha. Còn ở cái đoạn sau đó, thì nó chỉ đạm đại thể rồi, mình không cần làm những cái tinh thể mà mình cho làm một cái chức năng thận ha, microalbumin thì nó tăng. Nếu mà bệnh nhân bị tổn thương cái võng mạc thì cho soi đáy mắt, cái soi đáy mắt này nó là cái xét nghiệm chuyên biệt ở bên khoa mắt, mình không có tự làm, các bệnh viện thường không có đâu, cho chuyên viên làm.
Vâng, nếu mà bệnh nhân có xơ vữa động mạch, như thứ xơ vữa động mạch cảnh, mình sẽ cho siêu âm Doppler động mạch cảnh. Ở cái giai đoạn mà nặng hơn, giai đoạn 3 ha, thì mình sẽ có cái những cái biến chứng như là trên mạch máu não, chẳng hạn như đột quỵ, những cái đột quỵ mình sẽ cho sinh tim hoặc enzyme, và bệnh lý tim như là nhồi máu cơ tim, suy tim thì mình sẽ cho điện tim này, làm nên tim ha, rồi hoặc là siêu âm tim. Bệnh thận thì mình sẽ cho xét nghiệm chức năng thận. Bệnh mạch máu thì mình sẽ cho siêu âm mạch máu. Bệnh mắt thì mình sẽ cho soi đáy mắt. Đây là một cái bảng tóm tắt những cái cận lâm sàng mà mình có gọi là để tìm cái tổn thương cơ quan đích nha. Trong phần tim nam thì mình sẽ có là CT hoặc là MRI nha. MRI cũng là mọi người. MRI thì nó sẽ dùng cho những người mà bị đột quỵ trong những giờ đầu á nhé. Rồi bệnh lý tim mạch ha, thì mình có thể cho đo điện tim, quang siêu âm men tim. Thận thì chức năng thận thì ống siêu âm bụng, mạch máu là siêu âm, mắt thì là soi đáy mắt. Ngoài ra thì mình cũng cần phải đánh giá những cái bệnh mà trong cái hội chứng chuyển hóa đi kèm, những cái bệnh như là đái tháo đường, cái loại lipid máu này, tăng axit uric máu, nó là trong cái hội chứng chuyển hóa thông thường nó sẽ đi kèm nhau. Khi mà bệnh nhân mà tăng huyết áp thì mình nên đánh giá chung luôn, thì mình sẽ cho bệnh nhân đo đường huyết, xét nghiệm HbA1c để loại trừ đái tháo đường, cho xét nghiệm bi lăng lipid ha, và xét nghiệm axit uric máu để tìm các bệnh đó. Về y học cổ truyền thì khi mà mình chẩn đoán y học cổ truyền thì mình sẽ có tất cả ba thẻ. Thì thẻ đầu tiên là cái thẻ thang dinh chung ha, cái thường là huyết áp nó sẽ là huyết áp tăng sau cơn, và huyết áp nó sẽ có những cái cơn dao động nó sẽ tăng cao. Thì cái thẻ này triệu chứng của nó là triệu chứng đặc trưng nhất, đó là đau đầu dữ dội, đau có thể là đau tăng như là mạch đập ha, đau một bên đầu hoặc đau đỉnh đầu. Rồi nó sẽ kèm theo những cái cơn nóng phừng mặt, hồi hộp cũng giống như vậy ha. Lưỡi thì sẽ thon đỏ, mạch thì sẽ làm tăng và đi nhanh, chuyển sát ha. Rồi thẻ thận âm thư thì huyết áp nó có tăng nhưng mà nó tăng kiểu mãn tính, tăng âm thì hơn ha, và cái chỉ số huyết áp nó cũng sẽ không có quá cao như là thẻ thận dinh sung. Thận âm hư và thận can thận âm hư đều được. Thì cái triệu chứng của nó sẽ gồm đó là bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt, sẽ thấy đau lưng mỏi gối và mũi này ha, kèm theo ù tai, hoa mắt chóng mặt, đau đầu của cái can thận âm hư sẽ là đau nặng và đau âm hư, đau ở đằng vùng sau gáy ha, một vùng nào đó, có cảm giác nóng trong người, cái giấc ngủ làm cho bệnh nhân ngủ kém, nóng thức thức ha, rồi nóng trong người làm cho bệnh nhân có triệu chứng cái tâm thần nhiệt và khó. Lưỡi thì cũng sẽ là lưỡi con đỏ ha, và có thể có rêu vàng nên thần nhiệt khá là nhiều lâu ấy. Rồi mạch của cái bệnh nhân này cũng sẽ là mạch trầm đường sát. Rồi thể thứ ba gặp nhiều đó là thẻ đờm thấp. Thì cái thẻ này mình sẽ thấy bệnh nhân là béo, có vẻ thừa cân, bệnh nhân có triệu chứng là nặng đầu và tê nặng chi. Cái bệnh nhân này thì xét nghiệm máu sẽ có thứ cholesterol máu nó tăng, mỡ máu nó tăng. Nữa thì sẽ là bè bệ ha, to dần. Rồi mạch thì sẽ là mạch quảng sát ha, quảng sát. Rồi về điều trị thì khi mà mình điều trị tăng huyết áp theo Tây y á, thì về nguyên tắc nha là mình sẽ điều trị theo cái huyết áp mục tiêu, và huyết áp mục tiêu mình sẽ dựa theo cái khuyến cáo của bên Mỹ là cái NC8 nha, năm 2013 thì phân ra thành nếu mà bệnh nhân mà lớn hơn 60 tuổi thì huyết áp mục tiêu của mình ý, thì chỉ cần giữ ở mức là 150/90 mm thủy ngân là được, không cần hạ thấp hơn quá ha. Đó. Thì ở cái mức này là nó ổn định rồi, nó cũng hạn chế những cái biến chứng trên các cơ quan đích. Hạ thấp quá là không tốt, mà nó có thể gây ra những cái tác dụng xấu hơn như là nhồi máu não ha, nhồi máu cơ tim.
Những cái bệnh nhân còn lại ha, bệnh nhân lớn hơn 60 tuổi hay bệnh nhân có kèm theo suy thận ha, bệnh thận mạng hoặc là những cái bệnh nhân có kèm đái tháo đường thì cái huyết áp được mình chỉ cần duy trì ở cái mức là dưới 140 đến 90 mmHg là được. Cái chiến lược điều trị của mình ấy, thì khi bắt đầu điều trị như nãy mình đã có phân độ ha, mình phân độ huyết áp này thì sẽ có là tiền tăng huyết áp, huyết áp một, huyết áp hai, rồi huyết áp cấp cứu ha. Thì tất cả ở cái giai đoạn nào cũng vậy, thì cái chiến lược của mình đầu tiên ấy, là thay đổi lối sống trước ha. Thay đổi lối sống bao gồm là chế độ sinh hoạt, chế độ ăn ha. Những cái bệnh nhân tiền tăng huyết áp á, thì mình không cần dùng thuốc, mình chỉ cần thay đổi lối sống thôi. Nếu mà bệnh nhân nó có kèm theo một cái yếu tố nguy cơ làm cho bệnh nhân ở cái nguy cơ rất cao, hoặc có cái bệnh lý tim mạch rồi, hoặc có đái tháo đường thì mình mới bắt đầu xem xét điều trị dùng thuốc nha. Thì mình sẽ thay đổi lối sống từ 3 đến 6 tháng, sau đó mới xem xét dùng thuốc. Còn độ 1 cũng đầu tiên là thay đổi lối sống, sau đó ở những cái bệnh nhân trung bình hoặc là nguy cơ cao mình sẽ dùng thuốc ngay kèm theo với cái thay đổi lối sống. Còn những người mà nguy cơ thấp, nếu mà thay đổi lối sống mà không có cải thiện trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình mới bắt đầu dùng thuốc. Độ 2 thì cũng thay đổi lối sống kèm theo điều trị thuốc. Mình sẽ cố gắng là kiểm soát để cho huyết áp về cái huyết áp đích trong vòng 2 đến 3 tháng. Còn tăng huyết áp mà cấp cứu độ 3 thì cũng thay đổi lối sống cộng thêm điều trị thuốc, và mục đích của mình cũng là kiểm soát huyết áp trong vòng 2 đến 3 tháng. Rồi, đây là cái cách phối hợp thuốc, cái chiến lược điều trị ở mỗi cái yếu tố nguy cơ ha. Ví dụ như bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ nào cả, huyết áp chỉ ở cái mức tiền tăng huyết áp thôi, mình chỉ cần theo dõi huyết áp định kỳ mỗi 1 năm hoặc là mỗi 3 năm tùy theo độ tuổi. Còn nếu mà bệnh nhân tăng huyết áp độ 1, độ 2, nguy cơ thấp ha, thì mình sẽ thay đổi lối sống thôi ha, cộng thêm kiểm soát các yếu tố nguy cơ, dùng thuốc nếu mà mình không kiểm soát được cái huyết áp hoặc không kiểm soát được cái yếu tố nguy cơ nha. Những người mà nguy cơ trung bình ha, nguy cơ trung bình thì mình sẽ thay đổi lối sống ha, rồi kiểm soát các yếu tố nguy cơ đó. Những người ở nguy cơ cao thì mình cũng thay đổi lối sống đầu tiên, rồi kiểm soát huyết áp với cái thuốc ban đầu nha. Rồi, nguy cơ rất cao thì mình sẽ dùng thuốc luôn nha. Rồi, đây là cái cách phối hợp thuốc. Không biết là sau này mọi người có điều trị thuốc huyết áp không, nhưng mà mình cũng nên biết để lỡ mà có bệnh nhân người ta có bị tăng huyết áp rồi, người ta tới mình điều trị xong người ta hỏi mình là người ta đang điều trị thuốc như vậy đó, hoặc có triệu chứng đó, thì mình cũng biết là bác sĩ đó và người đó dùng thuốc đã hợp lý hay chưa, kêu bệnh nhân đi khám lại hay là khám ở chuyên khoa nào ha. Thì đó, khi mà huyết áp bệnh nhân cao này thì mình phải thay đổi lối sống và điều trị thuốc ha. Nếu mà huyết áp thấp, nguy cơ thấp thì mình sẽ cho một trong các nhóm thuốc sau, một thuốc ha đó, thuốc lợi tiểu ức chế men chuyển, ức chế canxi, ức chế beta. Rồi nếu mà huyết áp mà có cái nguy cơ cao là rất cao, tăng huyết áp độ 2-3 thì mình sẽ bắt đầu phối hợp hai thuốc luôn. Còn tăng huyết áp mà có một số bệnh mà rõ ràng kèm theo á, chẳng hạn như bệnh tăng huyết áp mà kèm theo bệnh mạch vành thì mình sẽ dùng beta block này, ức chế cộng với ức chế men chuyển hoặc ức chế canxi. Bệnh nhân có suy tim thì dùng ức chế men chuyển nha, beta block cộng với kháng estrogen hoặc là lợi tiểu hoài. Bệnh nhân có đột quỵ thì mình sẽ dùng ức chế men chuyển hoặc lợi tiểu. Bệnh nhân có bệnh thận nặng thì sẽ dùng ức chế men chuyển hoặc là ức chế ức chế renin, rồi cộng với lại
chế canxi hoặc lợi tiểu. Đái tháo đường thì sẽ dùng ức chế men chuyển cộng với ức chế canxi. Cái lựa chọn này là dựa trên cái nghiên cứu ha, người ta nghiên cứu là ở những cái bệnh này dùng cái thuốc này thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất và ít tác dụng phụ nhất. Rồi, nãy mình thấy là cô nhấn mạnh cái phần thay đổi lối sống rất là quan trọng. Tất cả bệnh nhân tăng huyết áp đều phải thay đổi lối sống từ 3 đến 6 tháng đúng không? Và phải duy trì cái thay đổi lối sống đó. Thì tại sao thay đổi lối sống quan trọng ở trong này mình thấy này? Trong cái phần thay đổi lối sống nó bao gồm là tăng vận động thể lực, thay đổi chế độ ăn, giảm cân, giảm uống rượu, giảm muối ha. Thì khi bệnh nhân thay đổi lối sống là mình thấy rằng chỉ cần giảm muối trong chế độ ăn thôi, giảm được 1,8 gram natri thì huyết áp nó sẽ giảm được từ 2,7 mmHg tới 5,1 mmHg. À, mọi người thấy là chỉ cần giảm muối thôi mà đã giảm được ít nhất là nhiều nhất là 5 mmHg và ít nhất là 2,7 mmHg rồi. Nếu mà bệnh nhân kết hợp thêm giảm cân thì mỗi 1 kg cân giảm được nó sẽ giảm được khoảng 1 mmHg. Ví dụ như cái người này đang nặng 90 kg và giảm xuống được khoảng 70 kg là đã giảm được 20 mmHg rồi đúng không? Rồi, nếu mà uống rượu, nếu mà bệnh nhân mỗi ngày giảm được 3,6 cốc rượu thì sẽ giảm được tập khoảng 3,9 mmHg nữa. Này là nói với những người nghiện rượu ạ, là người ta sẽ uống rất là nhiều. Số lượng là tính theo cốc, đơn vị cốc rượu và đơn vị rượu nha. Chẳng hạn như cái ly rượu của mình là cái ly nhỏ mà là một đơn vị, ly rượu vang đó, là một đơn vị. Còn bia thì một lon bia 330 là một đơn vị nha. Rồi, tăng vận động thể lực lên. Nếu mà bệnh nhân vận động được khoảng từ 120 đến 150 phút một tuần thì mỗi một cái phút đó sẽ giảm được, mỗi một lần vận động đó sẽ giảm được 4,9 mmHg ha, hoặc là ít nhất cũng giảm 3,7 mmHg. Rồi, bệnh nhân có một chế độ ăn hợp lý và chế độ ăn theo DASH. Những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp hay đái đường bây giờ có chế độ ăn là chế độ ăn theo DASH ha, và tính cái lượng kilocalo hợp lý ha. Chế độ ăn giảm muối, tăng protein ha, giảm chất béo, giảm tinh bột ha. Mọi người có thể lên phổ cách chế độ ăn mát này ha. Nó mỗi một bệnh nhân sẽ có một chế độ khác nhau, tăng cường chất xơ, rau và trái cây nhé. Thì khi mà cái bệnh nhân mà có tăng huyết áp á, thì sẽ giảm được tối đa là 11,4 mmHg nhiều không? Còn người bình thường nếu mà thấy nó cũng hơi cao cao một xíu, muốn giảm mình ăn theo chế độ này nó cũng sẽ giảm được tầm độ khoảng 3,6 mm đó. Thì ví dụ như một người mà có bằng này vấn đề làm được hết bằng này thứ là mình cộng vô là người này đã có thể giảm được này. Maximum này 11,4 cộng với 5 15 này ha, đó, 19 này 20 này đó, gần giảm được 25 mmHg đúng không? Chỉ cần thay đổi chế độ ăn, thay đổi lối sống thôi là đã có thể giảm được 20-25 mmHg rồi đúng không? Rồi, cái lợi ích của việc mình kiểm soát được huyết áp là sao? Khi mà mình giảm huyết áp tâm thu được mỗi 2 mm Hg ấy, thì mình sẽ giảm được 7% cái nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch và 10% tử vong do đột quỵ ha. Nãy mình thấy là cái bệnh nhân tăng huyết áp là có 77% là tử vong do đột quỵ đúng không? Đó, khi mà mình giảm được huyết áp là nó sẽ giảm 10% không? Đấy, mình nghiên cứu lâm sàng mình thấy này, nếu mà bệnh nhân giảm được 10 mmHg thì sẽ giảm được 40% nguy cơ tử vong do đột quỵ, 30% đó. Nên là kiểm soát huyết áp rất là quan trọng ha. Còn nếu mà mình không kiểm soát được, mình thấy nãy đó, mỗi 20 mmHg đó, thì sẽ tăng gấp đôi cái tử vong do ung thư tim mạch. Rồi, đây là cái bảng tóm tắt một số các thuốc huyết áp mà hay dùng đó, mình có thể tham khảo ha. Cái thuốc hay dùng như là thuốc ức chế men chuyển, cái Cacodil này đó, là cái nhóm trong nhóm ức chế men chuyển, và cái thuốc này là cái thời gian giảm dịch ngắn, tức là mình uống vào thì nó sẽ có cái thời gian tác dụng tập được 3-4 tiếng thôi, nên là ví dụ như mình có thể là
dùng cho bệnh nhân ở nhà, bệnh nhân ở phòng khám của mình ấy, thì để đó như bệnh nhân có tăng huyết áp cô nó hơi hơi tăng tầm khoảng 6-7 và đang cấp cứu đi đúng không, mình cho ngậm một viên dưới nữa cái thì có đủ thời gian cho bệnh nhân đi đi vô phòng cấp cứu. Chứ còn nếu mà mình dùng những cái thuốc mà ở trong cái nhóm thuốc chế canxi như là nifedipine này này, cái thuốc nhỏ dưới mũi này này đó, cái thuốc này dùng rất là nguy hiểm nha, tại vì nhỏ một phát nó tụt chút nút luôn, tụt nhanh lắm, nhục tụt nhanh thì cái nguy cơ gây gây nhồi máu não thì nó lại nhiều ha đó, mà nó lại tác dụng lâu cơ, uống tụt xong phát là tác dụng cả ngày đó, tác dụng nửa ngày luôn, thì cứu bệnh nhân ra nó sẽ rất là mệt. Nên là ví dụ như mình làm ở phòng khám á, hoặc là ở nhà mình muốn dự phòng cho người nhà mình, cho bản thân mình, thì mình nên dự phòng một cái chất mình tự cấp cho mình ha. Khi bệnh nhân đang lên cơn tăng huyết áp thì ngoài cái thuốc bệnh nhân đang uống uống mà nó không hạ được ấy, đó thì mình sẽ cho thêm một viên capsule ngậm dưới nữa, tại vì mình ngậm xong phát là nó tác động rất là nhanh, 5 phút sau là nó đã hạ rồi, nhưng mà nó mấy mấy tiếng sau nó hạ luôn nha. Còn lại thì những cái thuốc như là lợi tiểu rồi ức chế thụ thể rồi beta lốc thì mình sẽ dựa vào dùng theo cái chỉ định của bệnh đó ha, và phù hợp. Đây là cách phối hợp thuốc này ha, cái thuốc lợi tiểu là thuốc thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, là ba cái thuốc mà được dùng nhiều. Ức chế canxi cũng hay dùng, một cái mà mọi người hay thấy hay được cho đầu tay ở các trạm y tế đó là amlodipine. À, mọi người hay thấy amlodipine đúng không? Nhưng mà cái amlodipine á, nó có một cái tác dụng là nó có thể là gây làm cho tim đập nhanh hơn. Đúng. Nếu uống buổi tối thì bệnh nhân hay hồi hộp, uống buổi tối cũng làm mình hồi khó ngủ hơn. Rồi, thì đây là cái cách phối hợp ha. Cái đường mà tô màu xanh ấy là cái đường mà nên phối hợp tốt, tăng tác dụng thuốc, tăng tác dụng thuốc ha, tăng tác dụng hạ huyết áp. Những cái đường mà màu xanh nhất nhất á là có thể hữu ích nha. Rồi, cái đường nét đỏ này là không được phối hợp với nhau, như là ức chế men chuyển và ức chế thụ thể là không được, hai này không được uống cùng một lúc này. Đó, nó đã cho ức chế men chuyển thì không được cho ức chế thụ thể. Rồi, cái đường đen đứt là mình có thể phối hợp nhưng mà nó chưa có cái bằng chứng nào để cho mình thấy là nó có lợi hết. Rồi. Cái cách chọn thuốc huyết áp thì như cô nói đó, thứ nhất là nó sẽ phụ thuộc vào cái bệnh kèm theo ha. Đó. Ở đây thì người ta phân tích cho mình cách là tại sao nên dùng cái gì ha. Nhưng như bệnh nhân này bị tăng huyết áp là do cái tần số tim nó tăng ấy, cái nhịp tim nó tăng. Thì mình sẽ cho cái ức chế beta nó giảm cái nhịp tim xuống ha. Rồi ví dụ như bệnh nhân mà bị tăng cái chạy thích lọc mạch, cái máu nó nhiều thứ đó, thì mình sẽ cho chất lợi tiểu để giảm cái lượng nước ở trong cái nội mạch đi ha, thì huyết áp nó sẽ giảm. Còn ví dụ như là do cái yếu tố mà đường kính động mạch này ha, thì mình sẽ dùng cái thuốc là hệ với như ăn vô thông xin, những cái thuốc như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, ức chế canxi ha. Đó, rồi những cái bệnh như là suy tim thì nên dùng thuốc gì, suy thận thì nên dùng thuốc gì, vậy ha. Đó. Rồi, đây là cái cơ chế để mình tham khảo nha. Nó nói rõ những cơ chế nha. Thì cái này mình không cần nói rõ đâu, nó là cơ chế thuốc, mình không cần nói sâu, mình cần biết là cái thuốc đấy tốt trong cái bệnh gì. Rồi, về điều trị theo y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền á thì mình dùng cái vị mà đạt được cái mục tiêu của mình, như là bệnh nhân cao huyết áp thì mình có một số vị thuốc như là dễ nhau mình đã được nghiên cứu và có tác dụng hạ áp. Những vị thuốc như là táo nhân, thảo quyết minh, giúp an thần, những vị thuốc giúp lợi tiểu ha, như là thạch tả, mã đề, ngũ cốc, rồi tăng sức bền thành mạch như là hòe.
Rồi, mình điều trị theo thẻ bệnh nha. Thẻ đầu tiên là can dương xung. Tác trị của mình sẽ là bình can tán nhiệt hoặc là bình can tức xong. Nếu trong cơn tăng huyết áp là đang lên cơn tăng huyết áp, nhưng mà mình cũng phải rõ là hiện tại á, tăng huyết áp điều trong cơn á, nó đang là một cái thẻ cấp tính mà nó có thể gây biến cố tim mạch và thần kinh rất là nhanh, nên hiện tại không có ai dùng cái đông y để điều trị cái cơn tăng huyết áp hết. Mình có thể phối hợp châm cứu bấm huyệt nếu mà bệnh nhân chưa kịp can thiệp cấp cứu, chưa kịp đưa đi cho cơ sở y tế thôi, chứ còn thuốc á, là mình không có, hiện tại là không có xài mấy nha. Thì cái mình dùng cái bài thiên ma câu đẳng ẩm ha và bài linh dương câu đẳng tha. Thì thường mình sẽ dùng bài thiên ma câu đẳng ẩm bình can đáng nghịch hơn. Châm cứu cung huyệt thì mình sẽ châm cung huyệt là hành tam khứ sử, tam du thượng du ha, rồi thận khê trung dương, ngoại quan thái dương, bát bộ tám đường. Nhà này là châm cứu là cung huyệt đó. Còn lại là mình có thể áp dụng thêm những châm, mình châm những cái điểm như là cô ơi, không nghe được cô nói nữa cô. Không nghe được từ lúc nào em? Từ slide số 60 ấy cô. Rồi. Cái này là phân tích bài thuốc của thiên ma câu đặc ẩm ha. Mọi người nhớ xem kỹ nha. Rồi. Đây là phân tích bài thuốc linh dương câu đằng thang. Nhưng mà hiện tại cái bài này cũng không có dùng mấy đâu nha. Rồi, thẻ thứ hai là thẻ can thẻ thận âm hư hay là can thận âm hư. Thì tác trị của mình sẽ là tư âm dìm dương, bổ can thận. Bài thuốc áp dụng là bài thuốc hạ áp ở trong cái 30 công thức thuốc. Thì gồm thực nghiệm như tất dễ nhau, thật cả mã đề, cá nhân và hoang mè ha. Ngoài ra thì mình có thể dùng cái bài lục địa gia phi thuộc và bài bổ can thận. Châm cứu thì mình cũng sẽ châm bổ can thận ha, can du thận du, châm phục lưu tam âm giao, châm hạ áp thái xung ha. Mình có thể đa giảm thêm một số huyệt như là đoạn thần, như là thần môn, nội quan, những cái huyệt như tập tưỡi, như bách hội, tá kỵ. Rồi những châm mình có thể châm điểm hạ áp và phục can thận. Đây là phân tích bài thuốc hạ áp nha. Rồi đây là phân tích bài lục địa phi thuộc. Cái bài lục địa phi thuộc này này thường thì mình sẽ áp dụng cho những cái người mà bị tăng huyết áp hoặc có kèm theo các triệu chứng như là đau đau ngực, đau cái vùng ngực, đau vùng trước tim. Rồi đây là bài thuốc bổ can thận nha. Rồi thẻ đàm thấp. Thẻ đàm thấp thì phát trị của mình sẽ là khóa đờm trừ thấp. Bài thuốc thì mình cũng sẽ dùng bài thuốc là bài thuốc hạ áp luôn. Mình có thể đa giảm thêm một số cái trừ đờm ha. Nhưng mà trong bài này mình có nguyên tất cũng có tác dụng hạ cholesterol máu, cũng khá là tốt ha. Còn lại là ví dụ mình phải dựa vào thăm khám lâm sàng, dựa thêm triệu chứng thì mình có thể đa giảm thêm các vị trừ đờm nha. Châm cứu thì mình sẽ châm bổ thì nghe bị như thức tâm lý, mình châm tả phong long trừ đờm. Mà những châm thì mình sẽ châm điểm hạ áp hoặc gì. Rồi cái quan trọng của bệnh nhân tăng huyết áp thì mình phải làm sao để cho bệnh nhân theo dõi được bệnh nhân và cho bệnh nhân tái khám điều độ nha. Khi mình theo dõi để tái khám phải làm sao để giúp cho bệnh nhân điều chỉnh kịp thời khi mà cái phác đồ thuốc á có thay đổi thì mình điều chỉnh được ngay nha. Khi mà bệnh nhân huyết áp mà đã đạt những yêu cầu rồi thì mình có thể giảm dần thuốc tháng xuống như là 3 tháng vậy ha. Bệnh nhân mà ở cái nguy cơ thấp độ 1 thì phải đấy có thể tái khám hàng tháng, nguy cơ cao rất cao phải tái khám thường xuyên hơn, ví dụ như đang cần điều chỉnh thuốc thì phải tái khám sau tuần hoặc là 2 tuần. Bệnh nhân điều trị không dùng thuốc thì cũng phải theo dõi kỹ ha. Nhất là bệnh nhân mà theo dõi xem là có tuân thủ với điều trị tự phát không dùng thuốc không nha. Tránh những cái biến chứng mà mình chủ quan mình không khám. Mục tiêu của mình tái khám là gì?
để mình duy trì kiểm soát được các yếu tố nguy cơ hoặc là có thể đảo ngược được yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ như có một số người là bị rối loạn mỡ máu đi đúng không, kèm theo nguy cơ là rối loạn mỡ máu, thì mình điều trị ổn rối loạn mỡ máu thì nó có thể đưa về số bình thường đó. Hoặc là bệnh nhân có thiếu máu cơ tim, nếu thiếu máu cơ tim ở mức độ nhẹ tầm độ khoảng dưới 50%, nếu mà mình theo dõi mỗi tháng điều trị dự phòng thì nó có thể không được nha, có thể là không có biểu hiện lâm sàng, không có biểu hiện về tận lâm sàng luôn ha, đó nó gọi là đảo ngược được cái yếu tố nguy cơ đó nha. Rồi là có một cái câu mà mình phải nhớ mà mình phải nói với bệnh nhân thế này, tăng huyết áp đó nó là một bệnh mãn tính phải điều trị cả đời ha, điều trị cả đời nhưng mà không có nghĩa là phải uống thuốc cả đời nhé. Thuốc có thể được cắt giảm ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ thấp hoặc là đã kiểm soát tốt huyết áp trong một thời gian dài và đã áp dụng các phương pháp không dùng thuốc thành công. Ví dụ như bệnh nhân này là tăng huyết áp độ 1 đi đúng không, mình có kết hợp thay đổi lối sống này, điều trị tốt huyết áp và trong vòng 1 năm nay huyết áp có duy trì ở mức mục tiêu là 120/80 mmHg thì bệnh nhân đó có thể xem xét cắt giảm thuốc, không dùng thuốc nữa nhưng mà vẫn phải duy trì các phương pháp không dùng thuốc còn lại, chẳng hạn như là vẫn phải duy trì chế độ ăn ít muối, tập thể dục, phải giảm cân ha. Đó tức là luôn luôn phải điều trị cả đời không ngừng được. Có nhiều người người ta sợ là nhiều người bệnh nhân tăng huyết áp mà không có hiểu, người ta sợ là tăng huyết áp nhưng mà uống thuốc vô phát là phải tự dùng thuốc, uống là nó không có hạ được, không có về lại bình thường, lúc nào cũng tự dùng thuốc, tức là người ta thà không uống. Tại vì người ta thấy có những lúc người ta bình thường, có những lúc người ta xuống tập khoảng 130-120 là không uống, nhưng mà khi mà không uống như vậy thì nó sẽ gây ra cái phát hiện này. Cái huyết áp không kiểm soát, mức nó lên cao quá, mức sẽ lên rất là cao, 8 khoảng từ, có những lúc nó xuống rất là thấp ha. Đó, thì mình phải động viên bệnh nhân là điều trị thì điều trị cả đời, nhưng không có nghĩa là phải uống thuốc cả đời nha. Điều trị ổn, mình đảo ngược yếu tố nguy cơ, mình duy trì được lối sống thì có thể cắt giảm thuốc, nhưng cái sự cắt giảm này phải được theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa ha. Rồi, như nãy cô nói đó, ở dự phòng biến cố tim mạch đã vượt cái nguy cơ dựa vào cái điều trị dự phòng. Dự phòng là dự phòng làm sao? Những cái bệnh mà liên quan đến biến cố tim mạch này này, mình cần phải điều trị hết. Chẳng hạn như là bệnh nhân có mỡ máu, phải điều trị hạ mỡ máu ha. Tất cả những bệnh nhân nào mà có đái tháo đường, có tăng huyết áp, có bệnh tim mạch thì đều phải dùng statin. Statin là một cái nhóm thuốc trong cái thuốc điều trị mỡ máu á ha, để hạ được cái mỡ về cái mục tiêu, như là cholesterol này toàn phần nhỏ hơn 4.5 mmol và LDL nhỏ hơn 2.5 mmol, đây là cái 15 ml mục tiêu nha. Đó, nếu mà bệnh nhân tăng huyết áp mà chưa có biến cố tim mạch nhưng nguy cơ cao trên 20% thì cũng nên dự phòng bằng statin, dù cái máu đấy nó không có tăng. Ví dụ như cái máu đấy nó ở cái mức là tầm 90 LDL, ở mức 90-100 ha. Đó, mà bệnh nhân này có nguy cơ tim mạch cao đó, thì mình vẫn phải nên điều trị statin. Rồi, cái thuốc thứ hai là chống kết tật tiểu cầu. Cái mình hay dùng nó là aspirin 81, là aspirin liều lượng thấp. Thì mình sẽ dùng dự phòng cho những người có tiền sử biến cố tim mạch đó. Nếu mà bệnh nhân đó không có cái nguy cơ nào tăng máu hoặc như bệnh nhân mà bị rối loạn đông máu các thứ ấy, thì mình cân nhắc, chứ còn những bệnh nhân bình thường mình dùng được hết nha. Mình sẽ dùng aspirin 81 mg ở những người tuổi lớn hơn 50 mà chưa có biến cố tim mạch thì vẫn dùng luôn, tức là lớn tuổi đó, có tăng huyết áp, có nguy cơ tim mạch mà chưa có biến cố là dùng. Rồi, những cái bệnh nhân mà bị xuất huyết não á, những câu hoặc là nguy cơ xuất huyết não á, thì không nên dùng ha. Hoặc là khi nào mà mình đã kiểm soát tốt rồi, kiểm soát tốt cái xuất huyết, kiểm soát tốt cái huyết áp thì mình mới dùng cái thuốc kết hợp tiểu cầu. Cái biến cố tim mạch nó có cái đái tháo đường rất là quan trọng, thì mình phải duy trì cái đường huyết ở mức
dưới 60 mmol/L và cái HbA1c dưới 6,5%. Rồi, đây là phòng ngừa cái chế độ ăn ha, chế độ ăn nhiều rau xanh này, ăn hạn chế ăn muối này, duy trì lượng muối dưới 5 g một ngày này, vận động thể lực ít nhất 30 phút một ngày, không uống rượu, không hút thuốc lá ha, kiểm soát cân nặng. Rồi, vậy kết luận này, tăng huyết áp là một bệnh lý rất hay gặp đúng không? Đó, và nó là một yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng không thể bỏ qua. Bệnh này thì mình dùng cái nguy cơ tim mạch để phân tầng cái nguy cơ để tìm cái quyết định cái cách thức điều trị. Mình cần phải linh hoạt trong cái việc xác định cái đích điều trị ha, đích điều trị phù hợp nha. Trên từng bệnh nhân một, cái đích điều trị là nên cá thể hóa. Rồi, thay đổi lối sống là một biện pháp luôn luôn cần thiết nha, kể cả khi chưa tăng huyết áp, để phòng ngừa các biến chứng tim mạch. Mình nên kết hợp linh hoạt giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để đạt được cái điều trị tối ưu. Rồi, quản lý huyết áp ở cái tuyến cơ sở là cái vấn đề nên được quan tâm ha, và tuyến cơ sở có thể kiểm soát tốt được, miễn là mình nắm được cái nguyên tắc nhé. Rồi, mình xong phần tăng huyết áp, lớp có hỏi gì không? Mình sẽ chỉ giải lao 15 phút nha lớp. Lớp có hỏi gì thì bật mic hỏi. Còn không thì chat vào trong phần chat cũng được. Cô mất luôn cái phần điểm danh nữa rồi. Ai chưa điểm danh chat lại cái phần ai đã từng điểm danh rồi cũng chat lại trong phần chat giùm cô nha, tại vì mãi cô bị out ra nó mất luôn cái phần đó rồi. Cô ơi, cho em hỏi này. Mình hỏi gì? Ví dụ mỗi lần mà mình cao huyết áp lên cao á cô, thì mình làm như cái gì cô ạ? Uống thuốc hay là có cái phương pháp gì hơn để cho nó hạ xuống không? Đầu tiên ha, nãy như cô nói đó, khi mà mình xác định lên đó bị tăng huyết áp là có đúng tăng huyết áp hay không? Dạ. Đo huyết áp đúng 2 lần ha, chắc là đúng 2 phút, đúng chưa? Rồi loại trừ những cái yếu tố khác như là tâm lý hồi hộp lo lắng hay là hội chứng nói trồng trắng đấy nha. Rồi thực sự bệnh nhân có tăng huyết áp thì mình phải hỏi xem bệnh nhân đó là có tiền căn chưa, tức là đã từng điều trị chưa, đã được chẩn đoán chưa, đã điều trị chưa ha, đang uống thuốc gì, đúng không? Thế nếu mà bệnh nhân mà đã từng điều trị rồi, người ta đang uống thuốc đó mà hôm nay người ta chưa uống thì mình phải cho người ta uống ngay cái thuốc người ta đang uống nhá. Rồi nếu mà người ta chưa điều trị ha, thì như cô nói đó, nếu mà mình không phải là bác sĩ chuyên khoa, mình không có theo dõi điều trị huyết áp cho người ta, mình không có làm trạm y tế, thì mình thấy là huyết áp cao chẳng hạn như 106, 107, 108 có thể gây nguy cơ ấy, thì mình nên cho người ta uống cái thuốc gọi đầu là cái Captopril á, Captopril 25 mg, như cô nói là thời gian nắng để nó ngắn ha. Để cho người ta không có bị những cái biến chứng mà chẳng hạn như là sốt huyết não các thứ, để người ta có thể đi khám ha. Đó rồi, nếu mà người ta mà đang điều trị mà nó không hiệu quả, nó bị lên một cơn tăng huyết áp, như cô nói nếu mà huyết áp trên 180 là phải kêu bệnh nhân vô viện cấp cứu ha. Huyết áp trên 180 là tăng huyết áp cấp cứu, huyết áp trên 200 là tăng huyết áp khẩn cấp ha. Đó, phải vô bệnh viện khám để bác sĩ ở trong ở chuyên khoa người ta điều chỉnh thuốc huyết áp. Nhưng mà trước khi người ta đi á, tại vì trong cái thời gian đợi đi đến viện, để trong quá trình đi đến viện nó có thể lâu, trong thời gian đó nó vẫn có thể bị biến chứng ấy. Huyết áp nó phải tăng hơn, thì như cô nói nãy đó, cái thuốc mà mình làm đến cơ sở đầu tay mình có thể dùng là Captopril. Còn nếu mà huyết áp bệnh nhân tăng vượt hẳn thôi, chẳng hạn như là ở bệnh nhân vô đó, vô mình huyết áp 150 đúng không, em đánh giá hết tất cả các bước như là nãy cô nói đó, tăng huyết áp độ mấy, nguy cơ gì, nguyên nhân là gì, đúng không? Rồi thì mình quyết định hướng điều trị, tại vì 150 cũng không phải là cấp cứu đúng không, nó cũng không gây ra biến chứng gì hết, mình sẽ quyết định điều trị
dựa theo cái phác đồ dùng thuốc mà vừa nãy cô gợi ý, nếu mà mình dùng nha. Nhưng mà mình là phòng 4 thôi ha, thì cô khuyên là mình không nên điều trị bắt đầu một bệnh nhân huyết áp như thế. Mình chỉ nên hỗ trợ người ta, chẳng hạn người đang cao 178 rồi đó, thì mình có cái huyết áp các tôm cho người ta uống thường xuyên, người ta đi xá nha. Rồi hoặc là bệnh nhân có những trường hợp thế này, bệnh nhân đang điều trị huyết áp, uống thuốc hàng ngày, huyết áp nó duy trì là 134 đi đúng không, thế hôm nay bệnh nhân tối hôm trước bệnh nhân bị thức khuya đúng không, tối hôm trước bệnh nhân bị thức khuya, hoặc là bệnh nhân lo lắng thì sắp đi chích COVID thì chẳng hạn, thế bệnh nhân bị tăng lên đúng không, tăng lên thì mình sẽ cho, đầu tiên mình sẽ cho bệnh nhân ngồi nghỉ, đó là loại trừ hết các yếu tố đó mà nó vẫn còn tăng, và thuốc hôm nay bệnh nhân cũng uống rồi đúng không, đó thì mình cũng có thể cho người ta uống thêm một viên, nếu mà nó không quá cao chẳng hạn như là nó dưới 1.6 thì theo dõi thì hơi ha, còn nếu mà nó trên 1.6 thì có thể cho uống các tô để cho nó hạ xuống thêm và theo dõi ngày mai. Nếu người nào nó vẫn không hạ thì phải đưa bệnh nhân đi khám chuyên khoa để cho các bác sĩ điều trị, bác sĩ chuyên khoa tim mạch người ta quyết định là có thay đổi thuốc hay không. Nên là có những người ta điều trị lâu như bệnh nhân lo lắng cũng có một cái lý do, đó là điều trị lâu nó bị lờ, nó bị kháng chịu, nhất là những người mà hay bỏ thuốc, tức là hôm nay cao thì uống, không cao thì không uống, thì mình phát cho mấy viên thuốc vậy đó, uống rồi tầm độ khoảng năm mấy tháng nó bị lờ, tức là cũng tự uống viên thuốc nó không hạ nữa. Nó bị lờ hay, nhưng mà lờ cũng chỉ là do bệnh nhân dùng đúng thôi nha. Thì phải kết hợp thuốc, thay vì một loại thuốc phải kết hợp hai loại thuốc ha, hoặc huyết áp cao quá rồi cũng phải hết thuốc hợp hai loại, chứ một loại nó không có tác dụng nữa nha. Thì như cô nói đó, cái cách phối hợp thuốc là trong cái bài tôi đã có rồi, có điều mình không phải chuyên khoa thì không có làm ở trong tuyến cơ sở, như chẳng hạn như ai mà làm trong trạm y tế các thứ tuyến cơ sở thì có thể coi kỹ, tại vì mình cũng là người điều trị đầu tiên đó. Còn mình không thôi thì mình chỉ cần theo cô là mỗi người ai mà làm phòng thứ tư chẳng hạn thì nên để một bài tử cấp tô để huyết áp mà cao đó, thì cho người ta uống để người ta có thời gian, người ta không tác dụng nặng lên. Còn chính nhất, đầu tiên vẫn phải uống thuốc người ta đang có, người ta chưa uống phải uống thuốc người ta đang có nha. Cô về là khi mà huyết áp cao đấy là mình chỉ có cái cách là uống thuốc thôi, chứ mình không có cái cách là giống như mình pha nước chanh hay là gì uống hết hả cô? Chỉ có uống thuốc. Pha nước chanh nó không có tác dụng gì mấy đâu nha. Thì như cô nói đấy, các phương pháp y học cổ truyền mà không dùng thuốc ấy, chả như là châm cứu ha, như là nó bấm huyệt, mũi châm, nó có tác dụng nhưng mà nó tác dụng là không có nhanh và không có nhiều. Châm cứu thì cũng có thể nhanh nha, đang trong cơn mà em đợi không được ấy, em đợi cứu thì em có thể kết hợp châm cứu nha. Nhưng mà huyết áp bình thường thôi, chẳng hạn như tầm khoảng 100-106 thôi, thì thôi châm làm gì vậy? Có những người sợ đau, đau lại làm tăng huyết áp hơn, đúng không? Đó. Rồi. Còn nếu mà bệnh nhân mà lo lắng, nhịp tim nhanh, mà trước đấy không bị tăng huyết áp, thì mình có thể bằng cách là xoa cái xoang cảnh. Mọi người biết cái xoang cảnh không? Hai bên này là cái động mạch cảnh của mình nó đi lên này, ở cái vùng mà ngay gần trên cái cỡ phần sống này đó, phần hai bên đó, ba trên, xoa nhẹ nhàng nha, thì nó cũng sẽ làm giảm nhịp tim, làm giảm một chút huyết áp, nhưng mà chỉ được xoa một bên thôi, không xoa hai bên nha. Xoa hai bên là nó thiếu máu não, nó gây đột quỵ nha. Thì đấy là về cấp cứu ha. Ví dụ chẳng hạn như em cho bệnh nhân đang ở chỗ phòng khám của em huyết áp lên 200 đúng không, huyết áp lên 200, sáng bệnh nhân có uống thuốc huyết áp rồi, đúng chưa? Là phải đưa vô bệnh viện cấp cứu, phải đi cấp cứu liền ngay lập tức. Nhưng mà em gọi cấp cứu đi, nhà em ở tiếp quận 8 đi, mà giờ em gọi cấp cứu nó kêu là nửa tiếng nữa đang kẹt xe nó không tới được, thì đúng không, em cho thêm một viên cát tô này đúng không, em uống cát tô rồi mà nó không hạ hoặc là hạ ít, tại vì cát tô là 5 phút 10 phút là nó có tác dụng rồi đúng không, nó hạ ít thì em kèm thêm kết hợp là em xoa xoang cảnh hoặc là em châm cứu gì đấy thì em nhá. Rồi, tại vì gì không? Tại vì mẹ em là huyết áp thường xuyên là 108, 109, 107 mà nó cao nhiều ngày liên tục như vậy thì không biết nó có ảnh hưởng cái gì không. Rồi. Hay là mình cần khắc phục như thế nào, có cái
Đó ý em muốn hỏi. Như cô nói này, huyết áp ấy, nó tăng âm thầm, xong rồi có những người nó que. Tức là ví dụ như chẳng hạn như mình, đi mình đang trẻ, một phát nó tăng lên 180, mình có thể vô xuất huyết não liền, cấp liền. Nhưng mà những người người ta lớn tuổi ấy, người ta có một cái quá trình 20, 30 năm, huyết áp nó cứ tăng từ từ ấy. Nó tăng dần lên, giờ người ta quen với cái ngưỡng 170 rồi. Ha. Người ta quen với ngưỡng 178 rồi. Nếu mà 178 mà mẹ em không đau đầu, không đau ngực, không có một cái triệu chứng gì cả, thì cũng không quá cần thiết là phải hạ nó xuống thật là thấp nha. Còn nếu mà mẹ em 178 mà mẹ em vẫn đau đầu, vẫn đau đầu, đầu. Chóng mặt, hoa mắt, chóng mặt, cô có tất cả triệu chứng cô nói luôn, thì là cái huyết áp đấy kiểm soát chưa có được, đúng không? Nãy trong bài của cô nói này, em xem cái nguy cơ không, những cái người ở cái mức mà 178 đây ha, ngưỡng 178 nha, là nguy cơ cao và rất cao ha, thì bắt đầu phối hợp thuốc là phải là 2-3 thuốc nha. Đúng không? Dạ vâng. Này, tăng huyết áp độ 2, độ 3 này, phối hợp thuốc liền. Ví dụ mẹ em chỉ đang uống một loại thuốc ha, là không được. Uống 2 loại thuốc rồi thì phải phối hợp 3 loại thuốc. Nhưng mà cái phối hợp thuốc này phải là bác sĩ chuyên khoa nha. Chứ em nên phối hợp, chẳng hạn như em cho mẹ em đi khám, làm một đống cái cận lâm sàng đó, ở xem cái biến cố tim mạch nào đang có ha, rồi cái thuốc mình lựa chọn nó còn dựa vào cái biến cố tim mạch này ha, và cái thuốc gì cái đó thì phải dựa vào cái đó nha. Đấy, mình mới quyết định điều trị là dùng mấy thuốc ha. Ví dụ như là mẹ em hiện tại đang dùng thuốc đấy nó không hiệu quả thì phải đổi thuốc hoặc là phối hợp thuốc. Là được à cô hả? Có nghĩa mình phối hợp thuốc này thuốc kia là được hả? Chứ đúng không rồi. Nên dùng một loại. Đúng rồi. Này mình thấy không? Bắt đầu mà tăng huyết áp độ 2 là phải dùng 2 thuốc rồi. Thấy không? Dạ, dạ, dạ. Rồi chứ mà cứ độ 2 huyết áp mà vừa mới vô đã 180 mà uống có một viên hạ ức chế canxi thì làm gì có tác dụng mà hạ được, cùng lắm nó hạ xuống 160 thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Làm sao đạt được huyết áp mục tiêu? Nói chung là phải phối hợp làm sao đạt được huyết áp mục tiêu. Ví dụ như là bác sĩ đó mới vô mà mẹ em có nhiều nguy cơ, có thể bác sĩ phối hợp với 4 thuốc cũng được, 3 thuốc cũng được, đúng không? Xong rồi chẳng hạn khoảng 3 tháng sau mà đã đạt được huyết áp mục tiêu rồi, bác sĩ có thể bắt đầu giảm dần, bớt thuốc đi. Đó, ví dụ vậy, nhưng mà đấy là tùy bác sĩ. Và bác sĩ phải khám mẹ em, làm đủ cận lâm sàng, xem, rồi bác sĩ quyết định nha. Dạ vâng. Dạ. Mình còn hỏi gì không? Rồi, em cảm ơn cô nhiều ạ. Rồi, có ai còn hỏi gì không lớp? Dạ cô, em hỏi cô. Rồi. Dạ vâng, nhưng mà em hỏi ngoài lề và rồi hiện tại em cũng đang bị bệnh đó cô, nên em hỏi cô, mong cô trả lời. Dạ. Không biết là cái chương trình của mình có học liên quan tới bài viêm xoang không ạ? Ờ, trong chương trình của mình không có viêm xoang. À dạ. Vậy thì cho em hỏi ngoài lề tí nha cô nhé. Là em không biết là khi mà bị viêm xoang á cô, mà mình dùng Tây y hoặc là Đông y thì nó cái nào nó sẽ ok hơn ạ? Viêm xoang thì em sẽ phân biệt là viêm xoang cấp hay viêm xoang mạn nha. Ví dụ như là viêm xoang cấp ấy thì em dùng Tây y đánh nhanh, xong duy trì được cái lối sống, lối sinh hoạt, cái môi trường nó rất tốt, nó không bị tái lại thì thôi ha. Còn nếu mà em đã bị viêm xoang mạn rồi thì cái thuốc viêm xoang bên Tây y ấy, đa phần nó là kháng sinh liều rất là cao. Dùng lâu dài nó cũng sẽ rất là mệt đó, thì nếu mà em viêm xoang nặng thì em có thể kết hợp hoặc là dùng viêm xoang. Dạ thì bây giờ em xin nói về các triệu chứng của em luôn, rồi nếu mà được có thì nhờ cô tư vấn hoặc là cô hướng em. Rồi cái nếu mà cái viêm xoang đấy thì em nhắn tin riêng Zalo cho cô nha. Dạ giờ ảnh hưởng đến cái thời gian của các bạn khác. Dạ rồi, ok, dạ em cảm ơn cô nhiều nhé. Thận dương hư lâu ngày thì thận dương hư lâu ngày thì bệnh nhân đó mình sẽ thấy là người ta cũng mệt mỏi, xong rồi da trắng, rồi mặt ngược, triệu chứng y chang như thận dương hư, nhưng người ta sẽ có những cái thi thoảng có những cái cơn tăng huyết áp nhẹ. Và cái trẻ thận hư này huyết áp nó tăng không có quá cao đâu, như nó chỉ tăng lên tầm 150-160 thôi ha. Đó. Thì thường mình sẽ gặp những người mà bị bệnh lâu ngày, bệnh mãn tính lâu ngày, nó không có điều dưỡng được, nó gây ra cái triệu chứng, gây ra cái
cái dương hư, tạm dương hư thì thường những người này là những người bị bệnh kiểu như giai đoạn cuối rồi, bệnh thật là lâu lâu rồi á. Chứ còn mọi người nếu mà mới gặp bệnh nhân tăng huyết áp hoặc đi lại được đến gặp mình mà ít cái ít gặp cái thể thận dương hư lắm, nó có triệu chứng y chang như các thể thận dương hư khác ha, lạnh trong người này, lạnh tay chân này, phù này, sợ lạnh này, rồi lưỡi vệ, rồi nhợt, rồi cứ chạy cái thứ luôn, trang luôn. Nhưng mà khi khoảng có những cái cơn huyết áp lên là do lúc đấy là cái mệnh môn mình nó co một ít, mệnh môn hoảng mà ở bên dưới thì nó lạnh quá, ở dưới thận nó lạnh quá thì nó phải chạy lên trên, trên những loạn nó làm cho mình lên cái cơn đau đầu, lên cơn huyết áp. Nhưng mà nó tăng nhẹ lắm. Có điều những cái bệnh nhân này nó dù với chị nó có nhẹ mấy nhưng chỗ đây chúng tác dụng cho hậu quả rất là nặng. Rồi, mình hài lòng với cái câu trả lời đấy chưa? Nãy như em chưa theo kịp, không biết có cái thận dương hư nó có phát trị không con, nãy em chưa thấy được. Mình ít gặp nên mình không có phát trị của cái thận dương hư đâu. Dạ. Yeah. Còn nãy căng thận âm hư là... căn thận hư là mình bổ thận âm lục vị, thêm một bài bổ can hả con, hay sao con, bổ can thận. Mình sẽ có bài công thức hạ áp ha, bài bổ can thận rồi và bài lục vị quy thừa. Mấy thằng thận dương hư nó hay hỏi vậy đúng không? Hỏi cái gì đây, hỏi gì anh? Ủa cô em hỏi này cái cô, khi mà người ta sử dụng cái thuốc huyết áp mà khoảng tầm 4-5 năm rồi đó cô, bắt đầu nó mới xảy ra cái tác dụng phụ. Rồi nếu như mình nói người ta hay là khuyên người ta có thể thay đổi thuốc hay là giảm liều, hay là giảm thuốc hay là bỏ thuốc, ngưng thuốc á, là mình có cái chỉ định gì không cô? Mình phải kêu người ta vô cái bác sĩ chuyên khoa tim mạch hoặc cái bác sĩ người ta đang theo tái khám định kỳ, chứ mình không kêu người ta bỏ ngang được nha. Ví dụ như bệnh nhân nó đang khám ở Đại học Y Dược cơ sở 1 đi, đúng không? Đó. Và chẳng hạn như 1 năm nay bệnh nhân không đi tái khám ha, mà bệnh nhân bị cái tác dụng phụ là phù chân, để dùng amlodipine, thì mình sẽ nói với người ta là bây giờ cái thuốc này nó không còn dung nạp nhiều nữa, nó tích lại nó gây ra cái tác dụng phụ nhiều rồi, thì mình nên đổi thuốc huyết áp khác. Và muốn đổi thì phải là bác sĩ đang điều trị cho mình người ta đổi, chẳng hạn như có thể đến khám đó, bác sĩ đánh giá là cái phù đó nhẹ thôi, bệnh nhân cũng là thi thoảng gặp ai đó than than thế thôi, chứ nó ảnh chạy rồi gì đến cuộc sống cả, và huyết áp nó đang kiểm soát tốt thì bác sĩ cũng không đổi nha. Thì đấy là tùy cái bác sĩ đó, còn như bác sĩ đánh giá là phù này ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta thì bác sĩ cho đổi, nhưng mà phải là bác sĩ đó cho đổi. Và khi mà đổi thuốc ấy, cần phải theo dõi lại từ đầu nha mọi người ha, mình cũng phải theo dõi lại để tái khám, để làm cái lâm sàng, chứ phải nói tôi một lẻ đổi một phát là đổi đâu nha. Dạ cảm ơn cô. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Rồi nghỉ chút, mình nghỉ 5-10 phút nha, 5 phút xong rồi cái phần bệnh án á, thì nó bệnh án nó không còn dài quá à, thế thôi mình nghỉ luôn đi. Gần 9 giờ rồi. Rồi phần nghỉ luôn thôi. Rồi nghỉ luôn nha, lát nữa cô gửi bài tăng huyết áp cho mọi người, xong rồi mọi người đọc bài đến nội dung sau á, đầu giờ cô sẽ nói cho mọi người về cái cách làm bệnh án tăng huyết áp. Thì khi mà mình động vô một bệnh tăng huyết áp á, mình sẽ thấy cái vấn đề nó sẽ nhiều hơn và cần phải hiểu hơn ý, sẽ hỏi lại nha. Chẳng hạn như là bây giờ thì mọi người có thể là ở nhà, nếu mà có người thân ý, đang bị tăng huyết áp, mọi người có thể hỏi trước cái bệnh nội ít ha. Hả? Để thử xem cái hôm sau á, mình hỏi là đã đúng chưa, đã được chưa, đã đạt yêu cầu chưa nhá. Rồi lớp có ý kiến gì nữa không lớp ơi? Không cô ơi. Rồi bữa sau cô sẽ... Đúng rồi, lớp mình học 2-6 từ 6 giờ. Đúng rồi, 6 giờ đến 9 giờ nha.
rồi lát cô gửi tài liệu cho mọi người. Lần sau á, lớp sẽ vô sớm tầm độ khoảng 5 phút và mọi người điểm danh cũng bằng cách là nhắn tin ha. Thì mấy bạn nào mà hôm nay chưa vô á thì lớp cũng truyền đạt lấy lại cho mấy bạn cái cách điểm danh nha, họ và tên và năm sinh và lớp nha. Có ngân hàng không hỏi không con? Rồi, ai còn hỏi gì? Có ngân hàng không hỏi không con, cho em học trước. Rồi, ngân hàng câu hỏi ở trong sách, sách mình có mà đúng không? Sách chưa có luôn, đang dịch bệnh đâu mua được đâu con. Chưa có sách hả? Rồi, sau cái bài cô gửi này nè, thì mỗi một bài cô sẽ cho tầm độ khoảng 5 câu hỏi. Nhưng bài đó cô cũng lấy từ trong sách ra thôi nha. Để cho mọi người, đây thì đây học xong rồi cho làm luôn đi cho nó hết giờ. Rồi ôn tập này. Rồi câu 1. Tỷ lệ tăng huyết áp năm 2015 ở Việt Nam là bao nhiêu? A, B, C, D, E. Ai biết trả lời? Thế à? Rồi, năm 2015 tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam là 25% nha mọi người. Đó. Thì cái câu hỏi á, câu hỏi mà mình thi 45 kiểm tra 45 phút hay là thi cuối kỳ nha, thì là sẽ tầm 60% trong ngân hàng câu hỏi. Còn lại sẽ 30 đến 40% là câu hỏi mới ở trong slide hoặc là trong bài cô dạy nha, trong buổi cô dạy thế này nè, nó sẽ có những cái câu nói mà nó không có trong slide á nha. Thì mọi người nghe, mọi người nếu mà nó xui nó trúng không nghe thì chịu nha. Rồi câu thứ hai này, tỷ lệ tăng huyết áp thứ phát, ai biết câu này? Rồi ai biết nào? Tâm Nguyễn biết không? Hello, rồi. Hi, hello. Hey, đúng rồi. Yeah. Câu 3. Triệu chứng lâm sàng thường gặp trong tăng huyết áp thể gan hương sung. Rồi, A, B, C, D. Ai biết trả lời? B. Quang. Rồi, câu B nha. Câu A nó có một cái sai này. Mạch huyền sắc vô lực, trong này nó có chữ vô lực là sai nha. Trong cái bệnh can hương xung này, mạch nó là nhanh, nhỏ, căng ha, là căng, huyền sắc nha. Có lực chứ không phải vô lực ha. Rồi câu 4. Triệu chứng lâm sàng trong thể đờm thấp. Đây. Rồi câu C nha. Câu C là đau nặng ngực, lưỡi dày nhớp, mạch quạt. Cái câu mà nóng trong người bứt rứt á, thì nó thường nó sẽ gặp trong cái thể là can hương xung hoặc là can thận âm hư hơn nha. Ok. Rồi câu 5. Nguyên tắc điều trị tăng huyết áp thể can hương xung là cái khác trị á. Bình can gián. Câu A con này. Câu B. Câu B. Câu E. Rồi câu E. Bình can gián nghịch nha, can dương xung mà, nếu mà âm hư thì mới là tư âm chứ. Rồi. Rồi đó, thì đấy, đấy cái hình thức thi kiểm tra trắc nghiệm là nó sẽ như vậy nha. Sách thì mọi người có sách, tại vì cái câu hỏi trong sách ấy, trong cái ngân hàng trong sách là một bài nó có tới tầm khoảng mười mấy hai chục câu cơ. Thì mọi người mua được sách thì trong đấy nó có nhiều, cô cho trong đấy tầm khoảng 60-70% đấy nha. Còn trong bài này thì cô chỉ lấy điển hình một vài câu thôi nha. Hả, sách làm gì cô có mà chú? Sách là của bên phòng đào tạo á cô. Sách của trường á cô. Của trường nha. Rồi, lớp còn cô gửi cái slide này cho lớp trưởng đi cô. Rồi, lát cô gửi, học xong rồi cô gửi. Rồi, cảm ơn cô. Cô ơi, với lại cái này nữa cô ơi, cô chỉnh làm sao cái mic của cô để nói nó rõ rõ một chút. Mới đầu thì rõ, mà một lát nữa là làm như nó rớt ra xa xa là không có nghe được.
Rồi lần sau cô chú ý hơn nha. Dạ cảm ơn cô. Rồi mọi người còn hỏi gì nữa không? Dạ lát nhờ cô ẹt Zalo em nha cô. Rồi ok. Rồi mời lớp nghỉ hôm nay nha. Dạ cảm ơn cô. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào cô. Dạ bye cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.